Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 3951. Chuyện này cũng chẳng trách, ai mà không muốn tìm một người vợ giống như các chủ Tần, vừa có thể hưởng thụ hết phúc phần nhân gian, lại vừa có thể tìm được một chỗ dựa lớn mạnh. Nếu tôi là ông ta thì tôi cũng làm như vậy, tuyệt đối không thể để cho một tên vô danh tiểu tốt chiếm được món hời lớn như thế. Lại một tông chủ khác như cười như không nói. Hừ, tên Lan Đình Ngọc đó nghĩ thì hay, thế nhưng vấn đề là Tần Lương Ngọc người ta sao có thể nhìn chúng ông ta. Ôi, lẽ nào Thiên Ngưỡng Tông lớn thế kia mà lại nghèo tới mức ngay cả cái gương cũng mua không nổi sao? Mọi người nghe vậy thì đều ồ lên cười khoái chí. Trong mắt bọn họ, Lan Đình Ngọc chính là một con cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, dù là tướng mạo hay là tu vi thì đều không tương xứng với Tần Lương Ngọc, nếu không thì nhiều năm trôi qua như vậy, người ta cũng sẽ không từ chối ông ta từ cả nghìn dặm phía xa. Mặc dù vùng ngoài lãnh thổ không coi trọng chuyện môn đăng hộ đối, hơn nữa từ cả nghìn năm về trước đã thực hiện tự do hôn nhân, thế nhưng người phụ nữ giống như Tần Lương Ngọc, trông ra cả vùng ngoài lãnh thổ thì gần như chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đặc biệt là so sánh vẻ ngoài với Bạch Ngọc Trinh của nhà họ Bạch thì cũng chẳng thua kém hơn chút nào. Đó đâu phải là người mà mấy kẻ già nua ngu dốt như bọn họ có thể động tới. Đám người lại nhỏ tiếng bàn luận vài câu rồi mới trở về tông môn của mình. Mà ở một bên khác, Tiêu Chính Văn cũng đã tiến vào thành Đại Phong, hơn nữa còn tìm được một khách sạn xa hoa ở thành Nam để ở lại. Anh tới thành Đại Phong cũng là vì có dự tính của riêng mình. Thành Đại Phong này nằm sát biên cương, xét trong cả Đông Vực mà nói thì là một địa điểm cực kỳ đặc thù. Điện Thần Long muốn có chỗ đứng vững chắc ở vùng ngoài lãnh thổ, chỉ dựa vào một căn cứ địa là đế khư thì mãi mãi không đủ, mà thành Đại Phong vừa hay lại nằm ở điểm giao thoa của hai khu vực lớn, vậy nên Tiêu Chính Văn mới hướng ánh mắt về phía thành Đại Phong. Tiêu Chính Văn vừa tắm rửa bên trong phòng khách thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Thưa anh, trong đại sảnh có một ông lão muốn gặp mặt anh. Bên ngoài truyền tới giọng nói của phục vụ. Ồ, ông lão, Tiêu Chính Văn do dự một lát rồi khẽ gật đầu nói, được rồi, giờ tôi sẽ ra ngay. Nói xong, anh thay một bộ đồ sạch sẽ rồi sải bước đi xuống cầu thang. Lúc này, anh trông thấy một ông lão tuổi trạc 60 đang ngồi trên hàng ghế dài đặt trước cửa. Mặc dù ông lão râu tóc đã bạc phơ, thế nhưng khí tức lại mạnh mẽ, tu vi sâu không thể lường. Dù là Tiêu Chính Văn thì cũng có thể cảm nhận được một cảm giác áp chế trước nay chưa từng có. Với kinh nghiệm của Tiêu Chính Văn, dù ông lão không phải một cao thủ ở cảnh giới đế cảnh thì cũng tương đương như thế, ít nhất cũng mạnh hơn không ít so với cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng cấp 8 như Tần Cối. Tiêu Chính Văn sải bước đi tới trước mặt ông lão, điềm nhiên nói, là ông tìm tôi. Ừ, ông lão khẽ gật đầu nói, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, mời cậu đi theo tôi. Nói xong, ông lão đứng dậy bước ra khỏi khách sạn, sải bước tiến lên hư không. Tiêu Chính Văn cũng đi theo ông lão tới một khu rừng sâu cách đó vài dặm. Hai người tiến tới khoảng không phía trên khu rừng rồi từ từ đáp xuống, ông lão chắp hai tay sau lưng, quay lưng về phía Tiêu Chính Văn, ánh mắt nhìn về phía thành Đại Phong nói, tôi mạo muội rồi. Mặc dù ngoài miệng Lan Đình Ngọc nói rất khách khí, thế nhưng Tiêu Chính Văn không khó để nhìn ra đối phương căn bản không coi mình ra gì. Thậm chí còn dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống để đối thoại với mình. Cậu có biết mảnh đất bên dưới chân tại sao lại gọi là thành Đại Phong không? Lan Đình Ngọc trầm giọng lên tiếng. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, không biết. Vậy thì tôi sẽ nói một cách đơn giản cho cậu nghe về lai lịch của thành Đại Phong. Lan Đình Ngọc nói, chắp hai tay sau lưng, vừa bước đi vừa lên tiếng, vốn dĩ nơi này có tên là thành Thiên Tú, sau này bởi vì bị Tây Vực tập kích nên từng trở nên hoang phế một lần. Thế nhưng 500 năm trước, Nguyệt Hoa Các tới nơi này an cư lạc nghiệp. Bên trong Nguyệt Hoa Các có một cao thủ ở cảnh giới đại đế, cũng chính là các chủ Tần Lương Ngọc. Thế nhưng cái đám tiểu nhân ở Tây Vực lại không coi các chủ Tần ra gì, cấu kết với hơn 30 tông môn đánh giết vào Nguyệt Hoa Các. Lúc đó, Nguyệt Hoa Các một thân một mình, mà các chủ Tần lại tự dựa vào sức mình, không chỉ ngăn cản được hơn 30 tông môn mà còn dùng trận pháp lốc xoáy vô thượng để bao vây cả đám người này tới chết. Trận gió lớn đó thổi suốt cả 11 năm. Vậy nên hậu thế mới gọi nơi này là thành Đại Phong. Tiêu Chính Văn nghe xong những lời này thì cười khổ nói với vẻ không hiểu, chuyện xưa của thành Đại Phong thì có liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ muốn khuyên cậu một câu,
có một số người dù cậu có nỗ lực cả đời cũng chẳng thể chạm tới được, càng không phải là người mà cậu có thể trèo cao. Có một số người đã được định sẵn để trở thành truyền kỳ một đời, thế nhưng có một số người lại chỉ có thể sống một đời tầm thường, hai kiểu người như vậy, cậu cho rằng chặng đường cuộc đời của bọn họ sẽ có khả năng giao nhau hay sao? Lan Đình Ngọc nói rồi quay người nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Rốt cuộc ông muốn nói cái gì? Tiêu Chính Văn hơi mất kiên nhẫn hỏi. Cậu có biết cô gái đi cùng cậu vào một ngày trước có thân phận thế nào không? Lan Đình Ngọc cao ngạo hỏi. Cô ta có thân phận gì cũng chẳng liên quan tới tôi. Hơn nữa, tôi cũng không muốn biết thân phận của cô ta. Ở trong mắt tôi, cô ta chẳng có gì khác biệt so với người bình thường hết. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp lời. Cậu, tôi khuyên cậu vẫn nên nhìn nhận rõ thân phận của bản thân. Nếu không, thân phận gì thì ở chỗ tôi đều giống nhau. Hơn nữa, trước nay tôi đều không cho rằng giữa người với người có phân biệt cao thấp nghèo hèn gì cả. Tiêu Chính Văn đương nhiên hiểu ý của Lan Đình Ngọc, chỉ là ở trong mắt Tiêu Chính Văn, dù Tần Lương Ngọc là sự tồn tại như thế nào thì cũng chẳng khác gì so với người bình thường. Từ đầu tới cuối, Tiêu Chính Văn đều chưa từng nghĩ muốn dựa vào ai, càng chưa từng nghĩ muốn nịnh bợ ai. Hơn nữa, anh cũng có gia đình của riêng mình. Đương nhiên không thể có tư tưởng sai trái gì với Tần Lương Ngọc. Cậu, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu, Lan Đình Ngọc thấy Tiêu Chính Văn căn bản không chịu nghe theo thì sắc mặt hơi trở nên u ám. Muốn tốt cho tôi, cảm ơn, chuyện của tôi, không phiền ông phải lo lắng làm gì, Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng nói. Cậu, người ta vẫn thường nói, một lần sai lầm có thể ân hận cả đời. Có những người không phải cậu có thể tùy tiện trèo cao được, một khi vượt qua ranh giới nào đó. Cậu sẽ không còn cơ hội để làm lại được đâu, Lan Đình Ngọc nói với vẻ uy hiếp. Tiêu Chính Văn bị mấy lời này của Lan Đình Ngọc chọc tức tới bật cười. Không còn cơ hội để làm lại, trèo cao, vậy thì ông có biết tôi là ai hay không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Lan Đình Ngọc nói. Lan Đình Ngọc bị Tiêu Chính Văn hỏi mà ngây ra, ông ta quả thực không rõ lai lịch của Tiêu Chính Văn, càng không biết sau lưng Tiêu Chính Văn có bối cảnh thế nào. Thế nhưng... chuyện này quan trọng sao? Rõ ràng không quan trọng. Dù cậu là ai thì cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là cậu phải hiểu rõ thân phận của mình, Lan Đình Ngọc trầm giọng nói. Nếu như ông không biết thân phận của tôi, vậy thì dựa vào đâu mà nói tôi trèo cao? Giọng nói của Tiêu Chính Văn mang theo sát khí lạnh lùng mà chất vấn. Dù cậu là đệ tử của thế lực lớn nào thì cũng không có tư cách đi ngang hàng với cô ấy, Lan Đình Ngọc cũng lạnh lùng gằn giọng. Dẫu sao Tần Lương Ngọc cũng gần như ngang với thành chủ của thành Đại Phong, dù là tìm phu quân thì chắc chắn cũng là thủ lĩnh của thế lực lớn một phương nào đấy. Dù là thế tử nhà họ Khổng thì căn bản cũng không có tư cách nói chuyện hôn nhân với Tần Lương Ngọc. Huống hồ gì Lan Đình Ngọc đã ngưỡng mộ Tần Lương Ngọc từ lâu, sao có thể để cho một kẻ bề sau cướp đoạt cơ chứ? Và lại, mãi tới bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn chưa từng tiết lộ thân phận của bản thân. Điều này nói lên rằng Tiêu Chính Văn căn bản chẳng có chỗ dựa vững chắc nào cả. Một nhân vật nhỏ bé không có bối cảnh gì to tát giống như cậu ta nào xứng với đại đế một đời cơ chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhớ kỹ, còn gặp lại cô ấy thì nhất định phải giữ khoảng cách an toàn, nếu không tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Còn về lần này, nể tình cậu không biết, tôi cũng không muốn truy cứu sâu thêm. Lan Đình Ngọc uy hiếp với vẻ mặt ngập tràn sát khí. Nể mặt cô ấy, hôm nay tôi không muốn giết ông đi đi. Tiêu Chính Văn cũng đáp lại Lan Đình Ngọc một câu. Lan Đình Ngọc nghe vậy, trong đôi mắt già nua lóe lên hai tia sáng sắc lạnh, lạnh lùng nhìn thẳng vào Tiêu Chính Văn, giống như đang chuẩn bị để ra tay với Tiêu Chính Văn bất cứ lúc nào. Thế nhưng ngay cả liếc nhìn Lan Đình Ngọc một cái Tiêu Chính Văn cũng chẳng thiết. Anh chắp hai tay sau lưng đi ra khỏi khu rừng sâu. Chàng trai, gan cậu to thật đấy. Lan Đình Ngọc trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chính Văn, nghiến răng gầm gừ. Dù gì ông ta cũng là tông chủ của Thiên Ngưỡng Tông, mặc dù Thiên Ngưỡng Tông không phải tông môn lớn, thế nhưng thực lực của ông ta cũng tuyệt đối chẳng thể xem thường. Khoảng cách tới đế cảnh cũng chỉ còn một bước, đừng nói Tiêu Chính Văn chỉ là một tiểu bối. Dù là tông chủ môn chủ bình thường gặp ông ta cũng phải cực kỳ khách khí. Nếu như không phải vì giao tình giữa Tiêu Chính Văn và Tần Lương Ngọc khá sâu thì Lan Đình Ngọc đã ra tay giết chết anh ở nơi này lâu rồi. Cả thành Đại Phong, có ai không biết Tần Lương Ngọc buồn vui thất thường, lỡ như ông ta thật sự ra tay giết chết Tiêu Chính Văn,
bị Tần Lương Ngọc trách tội thì ngay cả một phen hâm mộ trung thành của Tần Lương Ngọc như ông ta cũng rất có khả năng bị giết chết công khai. Nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Tiêu Chính Văn, Lan Đình Ngọc không cam tâm gầm lên, chàng trai, những gì nên nói tôi đều đã nói với cậu cả rồi. Làm như thế nào, vẫn mong cậu tự biết mà suy xét. Nói xong, Lan Đình Ngọc rời đi, ý của ông ta đã quá rõ rồi, lần này chỉ cảnh cáo Tiêu Chính Văn chút thôi, thế nhưng nếu như Tiêu Chính Văn cố chấp không chịu tỉnh ngộ, tiến lại quá gần Tần Lương Ngọc, thậm chí là mập mờ không rõ thì đừng có trách ông ta. Chỉ là ông ta nào biết mục tiêu của Tiêu Chính Văn căn bản chẳng phải là Tần Lương Ngọc mà là cả thành Đại Phong. Tiêu Chính Văn từng chinh chiến hàng trăm trận đấu, đương nhiên hiểu rằng muốn đứng vững ở Đông Vực thì việc khống chế đường giao thông quan trọng của Đông Vực mới là tiêu chí quan trọng hàng đầu. Nếu không căn bản không đủ để cắt đứt sự kiểm soát của nhà họ Khổng đối với Đông Vực. Trở về khách sạn, Tiêu Chính Văn cũng chẳng bận tâm tới Lan Đình Ngọc, đừng thấy lúc này Tiêu Chính Văn chỉ ở cảnh giới nhân hoàng cấp 6 mà thôi. Thế nhưng phương diện đạo cảnh lại cao hơn tận mấy bậc so với Lan Đình Ngọc. Loại đối thủ nhấc tay cái là có thể tiêu diệt này, Tiêu Chính Văn căn bản không cần phải để ý. Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chính Văn đang ăn sáng thì bên ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Chính là Tần Lương Ngọc. Hôm nay Tần Lương Ngọc mặc một chiếc váy dài màu trắng như tuyết, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thoạt nhìn trông cứ như cô em gái nhà hàng xóm. Cậu vẫn dám vào thành thật à? Không sợ người nhà họ Phương gây sự với cậu sao, Tần Lương Ngọc nói rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chính Văn, cầm một cái bánh bao lên và cắn. Binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Và lại, sợ thì có ích gì sao, Tiêu Chính Văn cười híp mắt đáp lời. Ừ, gan lớn lắm. Được, tôi giới thiệu cho cậu làm quen với một người. Tần Lương Ngọc nói xong thì đứng dậy, kéo cánh tay của Tiêu Chính Văn đi ra bên ngoài. Tiêu Chính Văn bị Tần Lương Ngọc kéo vào bên trong chiếc xe ngựa ngày hôm trước, khác với hôm đó là Tiêu Chính Văn vừa mới ngồi vào trong lán xe thì xe ngựa đã hóa thành một tia sáng mà bay thẳng lên cao. Chỉ trong nháy mắt đã đi được cả trăm dặm. Vào lúc xe ngựa dừng lại, cảnh tượng bên ngoài cửa xe khiến cho Tiêu Chính Văn không khỏi cảm thán. Chỉ thấy trước mắt có một dãy núi cao cây cỏ xanh tầng tầng sương mù bao phủ xung quanh, thi thoảng lại có vài con hạc trắng uốn lượn giữa tầng mây. Khoảng không trên đỉnh núi còn có mấy cái cầu vồng đang phát ra ánh sáng hết sức rực rỡ. Tiêu Chính Văn vừa nhìn đã biết nơi này chắc chắn là một động tiên. Thậm chí so với đế khư thì cũng không kém hơn là bao. Thế nào, cậu cũng nhìn ra sự huyền ảo của nơi này à? Tần Lương Ngọc quay đầu nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, dựa theo ghi chép bên trong Sơn Kinh Chí, nơi có hạc trắng bay lượn, mây mù bao phủ, điềm lành sản sinh chắc chắn là đất lành. Dựa theo tiêu chuẩn như vậy, nơi này dù không phải là thánh địa thì cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Tần Lương Ngọc nghe vậy thì hài lòng gật đầu nói không sai, nơi này quả thực là một động tiên, so với thánh địa thì động tiên còn có phần đặc biệt hơn. Mặc dù nơi này không thể so với đế khư và quy khư, có điều, dù gì nơi này cũng ngập tràn khí lành, so ra thì sát khí của mấy thánh địa kia cũng quá nặng rồi. Đối với người bình thường mà nói, điềm lành và sát khí không có điểm gì khác nhau, thế nhưng người giống như cậu nếu sống lâu ở nơi đất lành sẽ có thể gia tăng tuổi thọ. Tần Lương Ngọc tiện miệng giải thích. Nơi này quả thực có thể khiến cho người ta kéo dài tuổi thọ, Tiêu Chính Văn gật đầu lia lịa, biểu thị sự tán đồng. Thật ra nơi này vốn dĩ là núi Tiên Bồng Lai, nghe nói trước thời Tiền Tần đã bị một vị cao thủ rời cả ngọn núi Tiên tới vùng ngoài lãnh thổ. Mãi tới hiện tại, bên trong thế tục chẳng thể tìm được ra thứ gọi là tiên cảnh Bồng Lai nữa chính là bởi vì nguyên nhân này. Tần Lương Ngọc nói, trước thời Tiên Tần, tiên cảnh giống như thế này không biết có bao nhiêu ở Hoa Quốc, thế nhưng sau khi những động tiên này lần lượt bị mấy cao thủ thượng cổ kia chuyển rời tới vùng ngoài lãnh thổ thì rất khó để tìm thấy bất cứ thánh địa cõi tiên nào ở thế tục. Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa đi theo Tần Lương Ngọc tới được đỉnh núi và dừng bước trước một khoảng sân. Anh đợi ở nơi này một lát. Tôi đi ra đây chút rồi quay lại. Nói xong, Tần Lương Ngọc mở cổng sân ra rồi tiến vào bên trong. Vào khoảnh khắc Tần Lương Ngọc đặt chân vào trong khoảng sân đó, Tiêu Chính Văn vô tình chú ý tới không gian xung quanh dường như có hơi gợn sóng một chút. Quả nhiên, tiểu viện này nhìn thì chỉ có mấy căn phòng cỏ tranh, thế nhưng bên trong lại chứa cả đất trời. Mà xung quanh Tiêu Chính Văn, khắp nơi đều là hoa cỏ kỳ lạ, thậm chí ở nơi không xa còn có một bãi hoa tử tiêu đã nở rộ.
đếm sơ qua ít nhất cũng phải lên tới cả nghìn bông. Mà ở một bên khác, Tần Lương Ngọc đi vào trong tiểu viện, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa nhà xa hoa, đi qua hành lang tới trước một cung điện cao lớn, Tần Lương Ngọc chắp tay nói với một người đàn ông trung niên, ông Lưu. Nếu như mấy người Lan Đình Ngọc nhìn thấy người đàn ông trung niên trước mắt này thì e rằng sẽ kinh ngạc tới rớt cả cằm. Người này chính là Lưu Bá Ôn, được người đời mệnh danh là thần tính toán của thời đại Minh Hồng Vũ. Lưu Bá Ôn khẽ cười nói với Tần Lương Ngọc, tướng quân Tần khách sáo rồi, mời vào. Tần Lương Ngọc cung kính lên tiếng, ông Lưu công Lưu Thiên Thu, Tần Lương Ngọc bái kiến ông Lưu là lẽ thường tình. Lưu Bá Ôn khẽ cười nói, ngồi đi. Tần Lương Ngọc nhận được cái gật đầu đồng ý của Lưu Bá Ôn thì mới sải bước tiến vào bên trong cung điện, vô cùng cung kính ngồi xuống đối diện Lưu Bá Ôn, nói, thưa ông, không biết ông có cái nhìn thế nào về người thanh niên đang đứng bên ngoài cửa kia. Vừa nói, Tần Lương Ngọc vừa đưa ánh mắt hướng về phía Tiêu Chính Văn bên ngoài cửa. Hôm qua chính cậu ta đã giết chết Tô Đông Pha của Bát Hiền Tử đúng không? Lưu Bá Ôn liếc nhìn Tiêu Chính Văn rồi trầm giọng hỏi. Không sai, chính là người này. Hơn nữa việc tôi có thể thoát ra khỏi núi Thái Thương cũng có liên quan rất lớn tới người này, Tần Lương Ngọc thành thực nói. Ừ, người này tuyệt đối không đơn giản. Lưu Bá Ôn cũng gật đầu nói. Ông cũng nhìn cậu ta bằng con mắt khác sao? Tần Lương Ngọc hơi sững sờ, lên tiếng hỏi. Mặc dù tên này khác với số đông, thế nhưng hành sự lại có phần hơi kích động, cậu ta không nên giết chết Tô Đông Pha, Lưu Bá Ôn nhíu mày thở dài, nói. Thưa ông, không phải ông từng nói ai trong Bát Hiền Tử đều đáng chết hay sao? Tần Lương Ngọc không hiểu hỏi. Đương nhiên, Lưu Bá Ôn mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh, gật đầu nói, chết thì đáng chết, thế nhưng không nên để cho cậu ta ra tay giết hại, dù phải ra tay thì cũng nên là cô đích thân tiễn hắn ta lên đường. Bát Hiền Từ là thế lực do nhà họ Khổng gây dựng nên, điểm này cậu ta không nên không biết. Biết rõ Bát Hiền Từ có lai lịch không tầm thường mà vẫn dám giết chết Tô Đông Pha, người này hành sự quá lỗ mãng rồi. Với tính cách của cậu ta thì khó mà tránh không rước họa vào thân. Nói cách khác, cô đã nói ra thân phận của mình cho cậu ta biết nên cậu ta mới dám ra tay, Lưu Bá Ôn đột nhiên quay đầu về phía Tần Lương Ngọc hỏi. Tôi nghĩ có lẽ cậu ta vẫn chưa biết thân phận của tôi đâu. Có điều có lẽ cũng đoán ra được đôi chút, Tần Lương Ngọc suy tư nói. Ừ, vậy thì không kỳ lạ nữa rồi, Lưu Bá Ôn khẽ lên tiếng. Theo ông thì người này thế nào, Tần Lương Ngọc nóng lòng dò hỏi. Dù sao thì Lưu Bá Ôn cũng xem là một trong các thánh hiền của Hoa Quốc từ trước đến nay, hơn nữa so với Viên Thiên Canh, Lưu Bá Ôn trình độ cao hơn về đạo thuật. Thấy mình không còn sống được bao lâu. Càng khó gặp được một người đáng để cho bà ta kính trọng như Tiêu Chính Văn trong khoảng thời gian cuối cùng này, thế nên bà ta cũng rất quan tâm đến tương lai của Tiêu Chính Văn. Thậm chí có ý nghĩ muốn giúp Tiêu Chính Văn. Dù sao mất đi Nguyệt Hoa Các của Tần Lương Ngọc, cũng khó bảo vệ được mình chứ đừng nói là chăm sóc cho Tiêu Chính Văn ở ngoài lãnh thổ. Nếu Tiêu Chính Văn có thể được Lưu Bá Ôn khẳng định thì ít nhất sau này khi gặp chuyện gì gấp cũng có thể có chỗ dựa đáng tin cậy. Tâm khí người này quá cao, hơn nữa cậu ta mới có bao nhiêu tuổi chứ, nhìn căn cốt của cậu ta chắc chưa đến 30 tuổi, nhưng lại đạt đến tu vi nhân hoàng cấp 6, mặc dù tốc độ tiến bộ là chuyện tốt, nhưng tốc độ quá nhanh khó bảo đảm là căn cơ không ổn định. Lưu Bá Ôn nhìn Tiêu Chính Văn như có điều suy nghĩ nói. Ông nói rất đúng, vì nghĩ vậy nên tôi mới mong có thể được ông chỉ dạy, Tần Lương Ngọc thành khẩn nói. Nói thật. Muốn bước vào một môn đạo thuật không phải là chuyện đơn giản, người học đạo có yêu cầu rất nghiêm khắc với sự lĩnh hội. Nói khó nghe một chút thì dù là tướng quân Tần cũng chưa chắc có thể xây dựng nên một cây lớn trên con đường đạo thuật, thế nên chàng trai này muốn xây nên cây cổ thụ thì lại càng khó. Lưu Bá Ôn khẽ thở dài nói. Ông nghĩ với tình hình hiện giờ của cậu ta thì rất khó để đạt được thành tích hà, Tần Lương Ngọc nhíu mày nói. Đúng thế. Thật ra trong thế hệ trẻ có một người có thể trở thành thánh tôn đạo thuật, chỉ tiếc là thôi vậy, không nhắc. Nói đến đây Lưu Bá Ôn xua tay. Trong lòng ông ta người duy nhất có sự lĩnh hội này chỉ có Tiêu Chính Văn khoảng thời gian trước được người ta đồn đại mà thôi. Nhưng Tiêu Chính Văn ở đế khư xa xôi, không thể nào chạy đến biên giới của thành Đại Phong, càng không thể có quan hệ với các chủ của Nguyệt Hoa Các. Phải biết là Nguyệt Hoa Các và Ngọc Khuyết Cung đều bị thiệt hại trong tay Tiêu Chính Văn. Tần Lương Ngọc sao có thể hòa hợp được với Tiêu Chính Văn chứ?
càng không thể ngày nào cũng dẫn theo Tiêu Chính Văn bên cạnh, còn chạy đến xin ông ta giúp đỡ. Sau khi nghe Lưu Bá Ôn nói thế, Tần Lương Ngọc cũng hơi thất vọng, cả thành Đại Phong thậm chí là Đông Vực, hầu như ai cũng biết Lưu Bá Ôn mưu hay trước giỏi, thậm chí có thể biến hóa thiên cơ. Bất kỳ ai chỉ cần lướt qua trước mặt Lưu Bá Ôn, ông ta đều có thể đoán được đời này kiếp trước của người này, nếu không phải là người Lưu Bá Ôn nhắm chúng thì thật sự không còn hy vọng gì nữa. Thế nên lời nói của Lưu Bá Ôn cũng giống như phán quyết cuối cùng dành cho Tiêu Chính Văn. Thật ra sớm muộn gì cũng có một ngày thành Đại Phong có thể trở thành trung tâm của Đông Vực, ít nhất địa vị cao hơn hiện giờ rất nhiều, hơn nữa Nguyệt Hoa Các cũng sẽ có ngày tỏa sáng, yên tâm đi. Mặc dù Lưu Bá Ôn không thể nhìn thấy được tại sao Nguyệt Hoa Các sẽ có ngày tỏa sáng nhưng ông ta rất tự tin vào thay đổi lớn. Nhưng ngay cả ông ta cũng cảm thấy rất khó hiểu là ông ta có thể nhìn thấy tương lai của Thành Đại Phong và Nguyệt Hoa Các, nhưng ai có thể khiến Thành Đại Phong và Nguyệt Hoa Các tỏa sáng, trở thành trung tâm và tiêu điểm của ngoài lãnh thổ thì ông ta lại không thể suy diễn được. Nghe Lưu Bá Ôn nói thế, tâm trạng của Tần Lương Ngọc tốt hơn nhiều. Với tính cách của Lưu Bá Ôn không thể cố ý nói dối cho bà ta vui chỉ vì muốn bà ta yên tâm. Nếu ông ta đã nói thế thì chắc chắn đây chính là kết quả của thiên cơ. Chỉ tiếc là từ sau khi Lưu Bá Ôn nghe nói đến đại danh của Tiêu Chính Văn thì vẫn cứ hy vọng có thể gặp được Tiêu Chính Văn. Để tận mắt nhìn thấy diện mạo thật của người tài giỏi này, đồng thời cũng thầm đoán xem sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn sẽ khiến vùng ngoài lãnh thổ xảy ra thay đổi kinh thiên động địa như thế nào. Lúc này Tiêu Chính Văn đứng ngoài cửa nhưng Lưu Bá Ôn lại không biết mặt anh nên cứ thế bỏ lỡ cơ hội. Theo ý ông thì sự hưng thịnh, suy tàn của Thành Đại Phong có liên quan gì đến Điện Thần Long không? Tần Lương Ngọc đột nhiên nhớ đến ân oán giữa Ngọc Khuyết Cung và Điện Thần Long, ngẩng đầu lên hỏi. Danh tiếng dạo gần đây của Điện Thần Long rất cao, ngay cả tiền bối Viên Thiên Canh cũng gia nhập vào Điện Thần Long, nhưng Điện Thần Long đã phạm phải đại kỵ. Gây sự chú ý quá nhiều, thế nên tôi nghĩ không lạc quan lắm. Lưu Bá Ôn khẽ thở dài xua tay nói. Còn Tiêu Chính Văn của Điện Thần Long thì Lưu Bá Ôn lại chỉ nghĩ có thể trùng tên với Tiêu Chính Văn đang nổi tiếng mà thôi. Dù sao ngoài lãnh thổ cũng rộng lớn biết bao nhiêu. Dân số càng không thể đếm được, nhiều hơn 7 tỷ người ở thế tục biết bao nhiêu lần, có 1-2 người trùng họ tên cũng là chuyện bình thường. Lẽ nào tiền bối Viên cũng chọn lầm sao? Tần Lương Ngọc không khó nhíu mày, đến giờ cũng không thể kết luận được Viên Thiên Canh và Lưu Bá Ôn ai cao ai thấp. Dù sao hai người họ cũng đều là nhân vật truyền kỳ, ngoài Khương Tử Nha và Khổng Minh thì trong đạo thuật đã không còn ai có thể so sánh được với hai người họ nữa. Không chắc, thiên cơ thường chỉ là một dấu hiệu nhưng thế sự vô thường, chúng luôn thay đổi, có lẽ một chuyện nhỏ không bắt mắt cũng có thể thay đổi thiên cơ trước đó. Như nữ đế năm đó vậy. Chỉ vì bà ấy tiêu diệt gia tộc quyền quý mà ngược lại khiến giang sơn của bà ấy lung lay, thậm chí bà ấy vừa mất đã xuất hiện đại loạn. Đây chính là thiên thuật của những việc không thể dự đoán trước, bầu trời có thuật, không ai có thể xác định được, chính là đạo lý này, Lưu Bá Ôn nói. Lúc này Tiêu Chính Văn đứng trước cửa đã vòng qua phía trước sân đi đến một sân thảo dược đằng sau. Khắp nơi trong sân thảo dược này có thể nhìn thấy các loại hiếm thấy, hầu như là các loại lại. Muốn gì có đó, thậm chí có vài thảo dược kỳ lạ mà trong Thiên Sơn Thư Lục không hề ghi chép. Tiêu Chính Văn vô tình nhìn thấy một cây thảo dược khá lạ, đang định giơ tay ra hái xuống thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói, ông Lưu đã nói, đại đạo trời đất chỉ có tự nhiên. Tiêu Chính Văn nhìn xung quanh, chỉ thấy một đôi nam nữ trẻ đoan chính đi đến. Người phụ nữ mặc một bộ kiếm phục thời xưa, phong thái đĩnh đạc như tiên nữ trong tranh, còn người thanh niên cũng cao lớn. Đẹp trai, đường nét đoan chính. Tự nhiên, nếu không được chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận thì hoa thơm cỏ lạ nơi này sẽ nở rộ như vậy sao? Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Có lẽ không ai chăm sóc, ngược lại sinh trưởng càng tốt, người phụ nữ lại nói. Tự nhiên là vô thường, ai có thể nói chuẩn xác được chuyện vô thường? Tiêu Chính Văn bình thản nói. Nghe thế, người phụ nữ không khỏi cau mày, đôi mắt long lanh nhìn Tiêu Chính Văn. Sao thế, thấy người phụ nữ nhìn mình chằm chằm, Tiêu Chính Văn vội vàng tự nhìn lại xem có gì không ổn. Cảnh giới của anh cao thế, người phụ nữ khen ngợi. Qua khen rồi, chỉ một chút thôi, Tiêu Chính Văn khiêm tốn cười. Người đàn ông bên cạnh lướt nhìn Tiêu Chính Văn, khinh thường nói, cảnh giới cao thì có tác dụng gì?
căn cơ không vững chắc cũng chỉ thành tai họa thôi. Thật ra người đàn ông này cũng chỉ mới đạt đến cảnh giới nhân hoàng cấp 4 mà thôi, còn người phụ nữ trẻ thậm chí còn chưa đến nhân hoàng cấp 3. So ra thì Tiêu Chính Văn không chỉ đơn giản là cảnh giới cao. Chỉ là người đạt đến cấp bậc như họ, nhất là đạo thuật tu học, ngước mắt lên có thể nhìn ra căn cốt của người khác thế nào. Căn cốt của Tiêu Chính Văn chưa đến 30 tuổi nhưng lại có tu vi đáng sợ là cảnh giới nhân hoàng cấp 6, hệt như yêu quái. Họ nghĩ Tiêu Chính Văn chắc là bình thuốc được các tông môn lớn đặc biệt đào tạo ra chỉ vì thể diện trong truyền thuyết. Để nhanh chóng nâng cao cảnh giới bằng đan dược, bản thân vốn dĩ đang nảy mầm sinh trưởng, thời gian dài không chỉ không có lợi mà ngược lại còn có hại. Họ đã gặp không biết bao nhiêu trường hợp giống thế này, đã thành thói quen rồi. Tôi cho rằng căn cơ sẽ không có vấn đề gì, Tiêu Chính Văn bình thản nói. Cảnh giới của anh đều là liều chết bằng dao thật, giáo thật mang lại, hơn nữa có lần nào không phải là trận chiến có vô số hiểm nguy, có lần nào không phải lội ngược dòng chiến thắng với số đông quân địch. Người như anh, người phụ nữ trẻ mới nói được một nửa, trong sân đã vang lên giọng nói trầm thấp, Nguyệt Nhi, mời vị này vào trong một lúc. Lưu Bá Ôn ngắt lời của người phụ nữ tên Nguyệt Nhi đó nên cô ta cũng không tiện nói gì thêm. Sau đó nhìn Tiêu Chính Văn mấy lần, làm động tác mời với Tiêu Chính Văn nói, mời anh vào trong. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, cũng không dây dưa quá nhiều với đôi nam nữ trước cửa, sải bước đi thẳng vào trong. Nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn, Nguyệt Nhi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh nói, Thiên Dương, tôi nghĩ mặc dù cảnh giới của anh ta không cao, nhưng còn quá trẻ, nếu làm không ổn thì sau này sẽ khó có tiến bộ. Thiên Dương chắp hai tay sau lưng, khinh bỉ nói, chúng ta đã gặp quá nhiều người như anh ta rồi, có mấy người có kết cục tốt đẹp. Bình thuốc đều chẳng có tác dụng gì. Chỉ là mỗi ngày ngồi trong tháp tượng nha, hình thành nên vài thói xấu không xem ai ra gì mà thôi. Tôi nghĩ đừng nhìn anh ta là nhân hoàng cấp 6 mà lầm tưởng, chưa chắc đã là đối thủ của hai chúng ta, Thiên Dương cực kỳ kiêu ngạo đánh giá. Chương 3961 Thiên Dương và Nguyệt Nhi đều là thư đồng của Lưu Bá Ôn, từ nhỏ đã đi theo Lưu Bá Ôn, ở vùng ngoài lãnh thổ mỗi ngày hai người bọn họ đều học đạo thuật từ Lưu Bá Ôn, đến nay cũng chỉ đạt tới tu vi nhân hoàng cấp 3 mà thôi. Nhưng bởi vì đi theo bên cạnh Lưu Bá Ôn, những năm gần đây có thể nói là kiến thức sâu rộng, cũng từng đánh nhau với không ít thế tử, Thiên Dương còn từng lội ngược dòng khiến con trai nối dõi của một thế lực lớn nào đó bị bẽ mặt trước mặt mọi người. Mà người kia lại là cảnh giới nhân hoàng cấp 6, cho nên Thiên Dương mới có thể kiêu ngạo không coi Tiêu Chính Văn ra gì. Tiêu Chính Văn cất bước đi vào tiểu viện, phong cảnh trước mắt đột nhiên mơ hồ, tất cả các sảnh lầu các trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tất cả mọi thứ xung quanh, không khỏi liên tục gật đầu. Người có thể bố trí không gian mê trận này, trình độ trận pháp có thể nói là đạt tới đỉnh cao. Thấy Tiêu Chính Văn đi tới trước đại sảnh, Tần Lương Ngọc vội vàng tiến lên kéo Tiêu Chính Văn, giới thiệu, vị này chính là tiền bối tiếng tăm lừng lẫy Lưu Bá Ôn. Tiêu Chính Văn ôm quyền với Lưu Bá Ôn, xem như chào hỏi. Lưu Bá Ôn gật đầu với Tiêu Chính Văn, chỉ vào chiếc ghế đối diện ý bảo Tiêu Chính Văn ngồi xuống. Lúc này vẻ mặt của Tần Lương Ngọc mới vui mừng nói với Tiêu Chính Văn, vừa rồi Lưu tiền bối đã đồng ý truyền Thanh Bình Yêu Điển lại cho cậu, tuy nhiên còn phải xem biểu hiện cụ thể của cậu thế nào. Thanh Bình Yêu Điển, Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày, thật ra tác phẩm đạo thuật này trong mắt người khác thì là thánh điển tối cao nhưng Tiêu Chính Văn đã sớm thuộc lầu lầu rồi. Bên trong Thiên Sơn Thư Lục không đề cao sách cổ đạo thuật có cấp bậc này lắm, ngược lại trong Thiên Sơn Thư Lục ghi chép nhiều nội dung quan trọng hơn, giải thích chi tiết nhất vẫn là đạo đức chân kinh của lão tử. Tiêu Chính Văn có thể có lĩnh ngộ ngày hôm nay, cũng không thể tách rời đạo đức chân kinh được ghi lại trong Thiên Sơn Thư Lục. Vì vậy, Thanh Bình Yêu Điển đối với Tiêu Chính Văn mà nói căn bản là đồ vật có cũng được không có cũng chẳng sao. Nể tình Tần Lương Ngọc nên Tiêu Chính Văn không nói ra mà chỉ gật đầu và nói lời cảm ơn với Lưu Bá Ôn mà thôi. Mãi khi đến gần thì Lưu Bá Ôn mới đánh giá Tiêu Chính Văn một cách cẩn thận. Vừa nhìn thấy, ông ta càng thêm khẳng định Tiêu Chính Văn trước mặt không phải Tiêu Chính Văn kia, bởi vì trong lời đồn Tiêu Chính Văn đánh bại Bát Hiền Tử chỉ có cảnh giới nhân hoàng cấp 5 mà thôi. Từ hôm đó đến nay cũng chỉ có vài ngày, Tiêu Chính Văn không có khả năng đột phá cảnh giới nhanh như vậy, đạt tới tu vi nhân hoàng cấp 6. Cũng chính vì vậy, Lưu Bá Ôn càng thêm tin tưởng,
Tiêu Chính Văn này đã được thế lực lớn nào đó dùng đan dược bồi dưỡng nên mà thôi. Cậu thanh niên, tôi khuyên cậu một câu, đan dược mặc dù tốt nhưng sẽ có hại cho tương lai sau này. Mọi việc vẫn phải dựa vào chính mình, chỉ dựa vào thứ ở bên ngoài thì một ngày nào đó cậu sẽ hối hận không thôi. Lưu Bá Ôn thẳng thắn nói. Chương 3962 Tiêu Chính Văn hơi khó hiểu nhìn về phía Lưu Bá Ôn nói, tiên sinh nhìn ra tôi dùng đan dược bằng cách nào vậy? Ha ha, Lưu Bá Ôn vuốt râu, lạnh lùng cười nói, với tuổi của cậu, cho dù là kỳ tài như Bạch Khởi và Hạng Vũ cũng không có khả năng đạt tới tu vi nhân hoàng cấp 6. Chẳng lẽ cậu còn có thể sánh vai với Hạng Vũ và Bạch Khởi sao? Quan trọng nhất ở cảnh giới nhân hoàng là bồi dưỡng đạo cảnh. Nếu không thì sau khi cậu đạt đến đế cảnh sẽ cảm thấy không đủ lực bước tiếp. Khi đạt đến cảnh giới nhất định, nếu cảnh giới quá cao mà đạo cảnh quá thấp, muốn bù đắp lại thì đã quá muộn rồi. Lưu Bá Ôn nói thẳng. Lời nói của ông ta đã nói rất thẳng thắn, cách làm vội vàng của Tiêu Chính Văn chính là đại kỵ trên con đường võ đạo, một khi Tiêu Chính Văn đột phá đế cảnh thì đừng mơ tưởng bù đắp cho sự thiếu hụt đạo cảnh. Đến lúc đó Tiêu Chính Văn sẽ trở thành một cao thủ đế cảnh có tiếng không có miếng, cảnh giới càng cao, ngược lại chiến lực càng thấp, chỉ làm trò cười cho người khác mà thôi. Tiêu Chính Văn nghe thấy vậy, lắc đầu cười khổ. Có lẽ anh thực sự còn quá trẻ, hầu như không ai tin rằng cảnh giới của mình là thực sự tăng cao, không ai tin rằng anh đã lĩnh ngộ đến quy chân. Có thể nói quy chân chính là đạo cảnh cuối cùng của cao thủ đế cảnh. Không đột phá đế cảnh thì căn bản không có khả năng lĩnh ngộ được cấp bậc hư vô. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới nhân hoàng mà thôi, bởi vậy Lưu Bá Ôn vừa hay nói ngược lại, đạo cảnh của Tiêu Chính Văn luôn cao hơn cảnh giới, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng anh có thể một đường lội ngược dòng. Tuy rằng Lưu Bá Ôn nói lời này cực kỳ võ đoán, thậm chí có vẻ ông ta hơi ếch ngồi đáy giếng nhưng nể mặt Tần Lương Ngọc nên Tiêu Chính Văn cũng không tranh cãi quá nhiều. Thấy Tiêu Chính Văn im lặng không đáp, Lưu Bá Ôn lầm tưởng mình đã đoán chúng nên lại nói, do đó tôi mới muốn khuyên cậu, đừng dùng đan dược để nâng cao cảnh giới nữa. Nếu không sau khi đạt đến đế cảnh, cậu sẽ hoàn toàn làm một phế nhân. Lưu Bá Ôn nói những lời này rất tự tin, cứ như thể nhìn thấu kiếp trước và kiếp này của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn bất đắc dĩ liếc nhìn Tần Lương Ngọc, cũng không nên biện giải quá nhiều với Lưu Bá Ôn. Chỉ bằng như vậy đi. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ mời các nhân vật của các tông môn lớn đến dự tiệc, trong bữa tiệc tôi sẽ nhắc đến tên cậu, đến lúc đó cũng sẽ giúp cậu giảm bớt phiền toái không cần thiết. Ý của Lưu Bá Ôn rất rõ ràng, hoàn toàn là nể mặt Tần Lương Ngọc nên mới rát vàng lên Tiêu Chính Văn. Đều cùng là môn phái đạo thuật, ít nhất khi những tông môn kia xung đột với Tiêu Chính Văn thì sẽ cân nhắc đến Lưu Bá Ôn, để lại cho Tiêu Chính Văn đường lui. Tuy nhiên Tiêu Chính Văn có thể nắm bắt cơ hội thuận lợi này để kết bạn rộng rãi hay không thì còn phải xem Tiêu Chính Văn thế nào. Có một số việc chỉ có thể do sư phụ dẫn vào cửa nhưng tu hành thì ở bản thân. Vậy thì cảm ơn ông, Tần Lương Ngọc không đợi Tiêu Chính Văn mở lời thì đã thay Tiêu Chính Văn nói cảm ơn. Sau đó Tần Lương Ngọc kéo Tiêu Chính Văn ra khỏi đại sảnh, vừa đi ra ngoài cửa, vừa quay đầu nói với Tiêu Chính Văn, cậu thấy ông Lưu này thế nào? Ách ngồi đáy giếng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười nói. Chương 3963 cái gì? Cậu dám nói Lưu Bá Ôn là ếch ngồi đáy giếng? Cậu có biết những lời này của cậu nếu truyền ra ngoài thì sẽ có bao nhiêu người muốn lột da của cậu không? Tần Lương Ngọc lắc đầu cười khổ, kỳ thật đáp án của Tiêu Chính Văn đã sớm ở trong lòng của bà ta, nhất là loại người có khí chất cao ngạo như Tiêu Chính Văn sẽ không tiếp nhận những lời chỉ trích thẳng thắn của Lưu Bá Ôn. Trả lời một cách mỉa mai cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tuy nhiên ông Lưu cũng không có ác ý, ông ta chỉ là không hy vọng nhìn thấy sau này cậu phải hối hận mà thôi. Tần Lương Ngọc cực kỳ nghiêm túc giải thích. Ồ, ông ta dựa vào đâu mà khẳng định đạo cảnh của tôi không tương xứng với cảnh giới, Tiêu Chính Văn nghi hoặc nói. Hai, mọi việc đều có lý do, cậu thật sự là người trẻ tuổi tu vi cao nhất trong mấy ngàn năm qua. Cậu có biết Bạch Khởi ở tuổi của cậu mới đạt tới cảnh giới gì không? Tần Lương Ngọc thở dài nói. Chắc là cảnh giới thiên thần. Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Tần Lương Ngọc nghe vậy, cười khổ liên tục nói thiên thần. Đâu có cao như vậy, lúc Bạch Khởi 30 tuổi mới đột phá cảnh giới nhân vương. 480 tuổi mới đạt tới nhân hoàng cấp 5. Bây giờ cậu mới bao nhiêu tuổi, còn chưa tới 30 tuổi mà cậu đã cảnh giới nhân hoàng cấp 6 rồi. Biết điều này có nghĩa là gì không?
Tiêu Chính Văn liên tục lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Cậu đã từng nghe nói đến năm chữ trời đố kỵ người tài chưa? Một người quá ưu tú thì ngay cả trời đất cũng sẽ không tha cho anh ta. Cho nên nói cảnh giới quá cao cũng không phải là chuyện tốt gì. Đặc biệt là đối với cậu mà nói cảnh giới càng cao càng dễ bị trời đất phản vệ. Thật ra những điều này Tiêu Chính Văn không hề lo lắng, cái gọi là trời đất phản vệ cũng chỉ nhằm vào những người làm trái lại. Chỉ cần không vi phạm thiên lý chính đạo, cho dù 20 tuổi đột phá đế cảnh cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Được rồi, sau khi cậu trở về thì chuẩn bị kỹ một chút, ngày mai sẽ có rất nhiều thế gia đến dự tiệc. Hơn nữa lần này cũng là một cuộc cơ duyên đối với cậu, Tần Lương Ngọc dặn dò. Dù sao con đường tương lai của Tiêu Chính Văn có thể đi được bao xa vẫn còn phải xem anh kết giao với những thế lực lớn này như thế nào, dù sao giữa các thế lực khắp nơi ở ngoài lãnh thổ cũng không phải đơn giản, mà rất rắc rối và phức tạp. Tiêu Chính Văn muốn kết giao với những người này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tần Lương Ngọc và Lưu Bá Ôn cũng chỉ có thể giới thiệu gặp mặt. Còn cụ thể làm như thế nào thì còn phải xem bản thân của Tiêu Chính Văn. Tin tức này chẳng mấy chốc đã truyền đến tai của nhà họ Phương, giờ phút này có mấy trăm đệ tử nhà họ Phương nhao nhao quỳ gối ở trước cửa hang núi ở phía sau nhà họ Phương. Mời lão tổ xuất quan, báo thù rửa hận cho con cháu nhà họ Phương. Phương Thời Anh và đám đệ tử nhà họ Phương cùng nhau hét lớn về phía sơn động. Chương 3964 thấy trong sơn động không có phản ứng gì. Người đứng đầu nhà họ Phương tiến lên một bước, đi đến của sơn động, thận trọng nói, cụ tổ, lần này Lưu Bá Ôn ở thành Đại Phong đích thân ra mặt, bảo vệ người đánh đệ tử nhà họ Phương chúng ta. Tôi không tinh thông học nghệ, thực sự không thể đọ nổi với Lưu Bá Ôn, mong cụ tổ hãy ra tay báo thù cho đệ tử nhà họ Phương chúng ta. Thời anh chết thật thê thảm, bị tên nhãi kia biến thành xương máu, ngay cả thi thể cũng không còn. Bây giờ cũng chỉ có thể lập đài tưởng niệm mà thôi. Nghe người đứng đầu nhà họ Phương nói vậy, những người khác trong nhà họ Phương lập tức bật khóc nức nở. Trong thành Đại Phong, ngay cả Tần Lương Ngọc cũng phải nể mặt nhà họ Phương, nhưng Lưu Bá Ôn lại là một ngoại lệ. Người này không chỉ có quan hệ rộng rãi, mà còn có thân phận ở vùng ngoài lãnh thổ, khác với Viên Thiên Canh, phía sau ông ta còn có sự hậu thuẫn của nhà họ Chu, chắc chắn không thể động vào dễ dàng. Mà tin tức Phương Thời Anh bị giết đã lan truyền khắp thành Đại Phong. Mặc dù chuyện này chỉ là trận đấu giữa thế hệ trẻ, nhưng nhà họ Phương vô cùng mất mặt vì chuyện này. Nếu không lấy lại được thể diện thì sau nào còn có ai nể mặt nhà họ Phương nữa? Cụ tổ, tên nhãi đó còn dám nói những lời lẽ ngông cuồng, yêu cầu Thời Anh quay về nhà họ Phương gọi người đến, cậu ta có thể đón tiếp nhà họ Phương bất cứ lúc còn. Cậu ta còn nói, nếu nhà họ Phương không xin lỗi cậu ta thì sẽ xóa sổ nhà họ Phương chúng ta khỏi thành Đại Phong. Một trưởng bối khác trong nhà họ Phương cũng kêu gào nhờ sự giúp đỡ. Hai, nếu không báo thù, sau này nhà họ Phương chúng ta khó mà có chỗ đứng trong thành Đại Phong. Chuyện này, người đứng đầu nhà họ Phương cũng nói với giọng phẫn uất. Được rồi, trong sơn động, đột nhiên truyền ra một giọng nói giả nua uy nghiêm, ngày mai tôi sẽ xuất quan, đi đòi lại công lý cho nhà họ Phương chúng ta. Nghe vậy, trong lòng đám người nhà họ Phương đều nhen nhóm một tia hy vọng. Cụ tổ, nhưng theo tôi biết, tên này có quan hệ với Tần Lương Ngọc và Lưu Bá Ôn, nhà họ Phương chúng ta chỉ có một mình, tôi sợ, người đứng đầu nhà họ Phương lo lắng nói. Nếu chỉ có Tần Lương Ngọc hoặc Lưu Bá Ôn giúp đỡ Tiêu Chính Văn thì cụ tổ nhà họ Phương đương nhiên có thể giải quyết chuyện này, nhưng nếu đồng thời đối mặt với cả hai thế lực thì e rằng một mình cụ tổ quá đơn độc. Không cần lo, Tần Lương Ngọc chẳng qua chỉ là phụ nữ mà thôi, có gì đáng nói đến chứ? Ngày tôi xuống núi, sẽ là ngày chết của tên nhãi kia, giọng nói của cụ tổ nhà họ Phương lại vang lên. Nghe vậy, đám người nhà họ Phương đều sững sờ, đây là lần đầu tiên cụ tổ nhà họ Phương nói ra lời như vậy. Trước đây, cho dù có chút xích mích với Nguyệt Hoa Các, cụ tổ nhà họ Phương đều nhượng bộ. Lẽ nào thành Đại Phong này sắp thay đổi rồi sao? Cụ tổ, ý của ông là... Chương 3965 hừ. Tuổi thọ của Tần Lương Ngọc không còn nhiều nữa. Bà ta đã tiêu tốn rất nhiều chân khí và thọ nguyên ở núi Thái Thương, đến nay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cho nên không có gì đáng ngại. Còn về phần tên nhãi kia, tôi có thể giết cậu ta bất cứ lúc nào. Nghe vậy, đám người nhà họ Phương lộ ra vẻ vui mừng. Lúc cụ tổ xuất quan, cũng là lúc nhà họ Phương uy danh khắp thành Đại Phong.
Đến lúc đó, Tiêu Chính Văn sẽ không phải là người duy nhất bị xử lý, mà ngay cả mối thù giữa nhà họ Phương và Nguyệt Hoa Các cũng sẽ được giải quyết. Cụ tổ, chỉ là một tên nhãi thôi mà, đâu cần cụ tổ phải ra tay. Hậu bối bất tài, nguyện dùng uy lực của đế cảnh, nghiền nát cậu ta thành bột. Giữa đám người, một ông lão tóc bạc trắng đi đến trước cửa sơn động, lạnh lùng nói. Ông ta chính là ông nội của Phương Thời Anh, tên Phương Đạo Võ. Hơn nữa còn là một trong ba cao thủ đế cảnh của nhà họ Phương. Ừ, đừng lo, tôi sẽ làm chủ cho cậu, cụ tổ nhà họ Phương nói. Cùng lúc này, trong đại điện của Nguyệt Hoa Các, các tông môn lớn trong thành Đại Phong cũng tập trung lại. Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, Tần Lương Ngọc đang làm to chuyện vì một tiểu bối. Đặc biệt, Lan Đình Ngọc càng không hiểu nổi những gì Tần Lương Ngọc đang làm. Các chủ vì một tên nhãi mà mời Lưu Bá Ôn hỗ trợ. Thay vì nâng đỡ một tên nhãi không rõ lai lịch, tốt hơn hết là nên chọn một đệ tử của Nguyệt Hoa Các, ít nhất cũng là vì thành Đại Phong chúng ta, tông chủ Lan, xin ông hãy chú ý đến lời nói. Một vị trưởng lão của Nguyệt Hoa Các cau mày, lạnh lùng nhìn Lan Đình Ngọc, trầm giọng quát. Trưởng lão, tôi thật sự không hiểu, tên nhãi kia có gì hơn người chứ? Ai mà chẳng biết Lưu Bá Ôn đứng về phía ai thì người đó sẽ trở thành chủ nhân của thành Đại Phong trong tương lai. Cho dù các chủ Tần bị nội thương thì cũng không đến lượt một tên tiểu bối tiếp quản thành Đại Phong. Lan Đình Ngọc miễn cưỡng hét lớn. Tông chủ Lan, lời này của ông thật tắc trách, cậu ta còn trẻ, các chủ nâng đỡ cậu ta đương nhiên là có tác dụng. Hơn nữa, có được mọi người thừa nhận hay không, còn phải phụ thuộc vào cậu ta. Điều quan trọng nhất bây giờ là bữa tiệc ngày mai chắc chắn không được xảy ra chuyện gì. Nếu được, Tông chủ Lam có thể đại diện cho Nguyệt Hoa Các. Đến nhà họ Phương một chuyến không, trưởng lão của Nguyệt Hoa Các nhìn Lan Đình Ngọc, cau mày nói Lan Đình Ngọc hơi nhíu mày, khó hiểu nói, trưởng lão, ông có ý gì? Đến nhà họ Phương làm gì? Đương nhiên là để nói rõ với nhà họ Phương rằng cho dù bọn họ có trả thù tên nhãi kia như thế nào thì Nguyệt Hoa Các và các chủ Tần cũng sẽ không can thiệp vào. Bây giờ đang xảy ra rất nhiều chuyện, gây sự với nhà họ Phương vì một tên tiểu bối sẽ gây bất lợi cho cả Nguyệt Hoa Các và các vị ở đây. Trưởng lão vừa nói vừa thở dài. Chương 3966 hiện nay, các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ vô cùng phức tạp và không rõ ràng. Ngay cả ông ta cũng không rõ trong lòng Tần Lương Ngọc đang nghĩ gì. Vào thời điểm như thế này, muốn Lưu Bá Ôn cùng giúp đỡ người này, sẽ gây ra bất lợi cực lớn cho Nguyệt Hoa Các. Ý của trưởng lão là khiến tên nhãi kia hoàn toàn biến mất, Lan Đình Ngọc trầm ngâm nói. Trưởng lão khẽ gật đầu. Muốn làm giảm bớt sự thù địch của các bên trong thành Đại Phong, cách duy nhất là phải loại bỏ hoàn toàn tâm bão. Hy sinh một tên tiểu bối không rõ lai lịch, còn hơn các thế lực đánh nhau rồi máu chảy thành sông. Cùng lúc này, Nguyệt Nhi và Thiên Dương đều nhìn Lưu Bá Ôn với vẻ khó hiểu. Bọn họ thật sự không hiểu tại sao, rõ ràng Lưu Bá Ôn không thích Tiêu Chính Văn, nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của Tần Lương Ngọc, ủng hộ Tiêu Chính Văn. Thưa ông, tên này còn trẻ. Càng không biết đường đúng sai, hơn nữa, tu vi của hắn rõ ràng không cao, tại sao ông lại muốn giúp đỡ người này, Thiên Dương nói ra thắc mắc trong lòng. Dù sao trong thành Đại Phong cũng không thiếu cao thủ, thậm chí còn có nhiều cao thủ có cảnh giới cao hơn Tiêu Chính Văn, hơn nữa, ấn tượng của ông ta về Tiêu Chính Văn cực kỳ xấu. Một cái vỏ rỗng như Tiêu Chính Văn chắc chắn không chịu nổi dò xét. Chỉ cần gặp cao thủ thật sự, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu như vậy thật, chẳng phải như đánh vào mặt Lưu Bá Ôn sao? Các cậu quá nông cạn, chỉ khi đẩy tên này lên đỉnh cao, mới có thể thu hút sự chú ý của tất cả các bên. Khi tất cả các bên chỉ tập trung vào một mình cậu ta, mọi mâu thuẫn giữa họ có thể được xoa dịu. Hiện tại, nhìn từ bên ngoài, thành Đại Phong có vẻ rất yên bình, nhưng bên trong đang cuộn trào sóng gió. Nhà họ Phương có ý định ra mặt. Nhưng Nguyệt Hoa Các lại không muốn giao lại quyền kiểm soát thành Đại Phong. Các tông môn lớn trong thành đang chia làm hai phe. Nếu Nguyệt Hoa Các và nhà họ Phương khai chiến, cả thành Đại Phong này sẽ máu chảy thành sông. Đúng lúc tên Tiêu Chính Văn này lại giết Phương Thời Anh, vừa hay có thể chuyển mối hận thù của nhà họ Phương lên người cậu ta. Thà chết một Tiêu Chính Văn còn hơn chết cả thành Đại Phong. Vì thành Đại Phong, vì Nguyệt Hoa Các. Hy sinh một Tiêu Chính Văn là cách tốt nhất, Lưu Bá Ôn trầm giọng giải thích. Có thể nói, ngay từ đầu, Lưu Bá Ôn đã coi Tiêu Chính Văn như vật hy sinh.
Từ đầu đến cuối, trong lòng ông ta, Tiêu Chính Văn trước mắt chỉ là trùng tên với chàng trai đã làm dậy sóng ở vùng ngoài lãnh thổ mà thôi. Loại người mưu cầu danh lợi này chỉ dùng để hy sinh. Ngay cả Lưu Bá Ôn cũng không muốn nói một lời với Tiêu Chính Văn, đây đã là một loại khinh thường rồi. Nếu không phải nể mặt Tần Lương Ngọc thì Lưu Bá Ôn sẽ không bao giờ gặp mặt Tiêu Chính Văn. Sáng hôm sau, Tần Lương Ngọc dẫn Tiêu Chính Văn đến tìm Lưu Bá Ôn. Nguyệt Nhi và Thiên Dương dẫn Tần Lương Ngọc và những người khác vào sảnh lớn, sau đó đó lui ra cửa, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn sắp hy sinh, thầm cười mỉa. Không lâu sau, các nhân vật đứng đầu các tông môn và thế gia trong thành Đại Phong cũng lần lượt tới. Chương 3967 nghe nói, người đứng đầu kia là đại diện do đế vương các phái tới. Không ngờ, ngay cả đế vương các cũng đích thân phái người đến tham gia. Thiên Dương thì thầm bên tai Nguyệt Nhi. Nhìn thấy người đứng đầu của các tông môn lần lượt tiến vào, Thiên Dương và Nguyệt Nhi càng thêm phần chắc chắn rằng Tiêu Chính Văn sẽ chết trong ngày hôm nay. Người kia hình như là thần toán tử trước đó đã đến thăm hỏi ông Ôn phải không? Nguyệt Nhi nói xong, ánh mắt nhìn về người đàn ông trung niên mặc áo đạo sĩ màu trắng. Đồng tử Thiên Dương hơi co rụt lại, gật đầu nói, đúng vậy, chính là ông ta. Nhưng, người này đã gần 200 năm không ra khỏi cửa Sơn Môn. Ngay cả ông ta cũng xuất hiện rồi sao? Thần toán tử này không nổi tiếng trong lịch sử nhưng trong đạo môn lại rất có danh tiếng, nghe nói ông ta là đại sư huynh của Trương Thiên Sư. Hơn nữa địa vị chỉ đứng sau Lý Thuần Phong. Nhân vật như vậy hoàn toàn không có khả năng tham dự yến tiệc của bất kỳ thế gia nào, cũng chỉ có Lưu Bá Ôn mới có đủ thể diện mời ông ta đến đây. Chỉ riêng những ông lớn có mặt ngày hôm nay cũng đủ để chứng minh sức ảnh hưởng của Lưu Bá Ôn ở thành Đại Phong lớn đến mức nào. Khó trách Tần Lương Ngọc cũng phải gọi ông ta một tiếng tiền bối. Hừ, cũng không biết thằng nhãi này có may mắn gì, chẳng lẽ bởi vì hắn cùng tên cùng họ với Tiêu Chính Văn ở giới thế tục kia. Nguyệt Nhi không phục nhỏ giọng nói thầm một câu. Hai, thôi kệ đi, cứ làm theo lời dặn của ông Lưu, dẫn hắn đi bái lạy trên đỉnh núi. Nói xong, Thiên Dương cất bước tiến lên, sau khi dẫn Tiêu Chính Văn đến gặp mấy nhân vật lớn mới đi tới bàn cuối cùng. Nhìn thấy cao thủ đế cảnh Phương Đạo Võ ở trước mắt, Thiên Dương thoáng sửng sốt một lát, cao thủ đế cảnh của nhà họ Phương có mặt cũng tương đương với việc bữa tiệc hôm nay sẽ hoàn toàn náo loạn. Lập tức Thiên Dương quay đầu nhìn Lưu Bá Ôn ngồi ở chủ vị, Lưu Bá Ôn khẽ gật đầu ý bảo hắn làm theo quy trình bình thường. Anh Tiêu, vị này chính là một trong ba cao thủ đế cảnh của nhà họ Phương, Phương Đạo Võ. Thiên Dương nói xong. Ôm quyền bái lại Phương Đạo Võ khi Phương Đạo Võ nhìn thấy Tiêu Chính Văn cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Anh Tiêu, suy nghĩ đầu tiên của ông ta, đây chính là Tiêu Chính Văn gây náo loạn và chém liên tiếp mấy người trên núi Thái Thương, nhưng giây tiếp theo ông ta lại lập tức phủ nhận ý nghĩ này. Theo tin tức đáng tin cậy thì Tiêu Chính Văn kia chỉ mới đạt tới cảnh giới nhân hoàng cấp 5 mà người có họ Tiêu ở trước mắt này lại là nhân hoàng cấp 6. Chương 3968 mỗi lần cảnh giới nhân hoàng đột phá một cấp thì cũng phải hơn trăm năm mà nhỉ. Nghĩ tới đây Phương Đạo Võ mới an tâm. Hôm nay mỗi người có mặt ở đây đều là tiền bối có danh tiếng, có thể kết bạn với nhiều tiền bối của thành Đại Phong như vậy sẽ rất hữu ích cho con đường của anh sau này. Nếu không nhờ ông Lưu nhà tôi thì e rằng cả đời này anh cũng không thể kết bạn được nhiều nhân vật lớn như vậy. Nhưng ông Lưu cũng chỉ có thể giúp anh giới thiệu mà thôi. Cuối cùng có thể móc nối quan hệ với những người này hay không thì còn phải dựa vào bản thân anh. Nguyệt Nhi khinh thường nhìn lướt Tiêu Chính Văn, nói với cảm giác ưu việt. Chỉ là Tiêu Chính Văn không thèm để ý tới Nguyệt Nhi mà trở về chỗ của mình rồi ngồi xuống. Lưu Bá Ôn thấy thời cơ đã chín muồi, lúc này mới đứng dậy. Lưu Bá Ôn nói, các vị, tôi nghĩ chắc mọi người cũng đã nghe nói Lưu Bá Ôn tôi sắp chiêu mộ cậu thanh niên này vào môn đạo của tôi. Bởi vậy, đặc biệt thông báo cho mọi người một tiếng, hy vọng sau này mọi người có thể chiếu cố nhiều hơn. Lưu Bá Ôn vừa nói vừa ôm quyền với mọi người. Vốn dĩ Lưu Bá Ôn không coi trọng Tiêu Chính Văn, lần sắp xếp ngày hôm nay cũng chỉ là nể mặt Tần Lương Ngọc, đồng thời, cá nhân ông ta cũng có ý đồ riêng. Ông ta muốn đẩy Tiêu Chính Văn vào nơi đầu sóng ngọn gió, sau đó dùng anh để hóa giải oán hận cũ của thành Đại Phong. Quả nhiên, đúng như Lưu Bá Ôn nghĩ. Ông vừa dứt lời thì một tên đệ tử nhà họ Phương phía sau Phương Đạo Võ đã lên tiếng, khoan đã. Mọi người không hẹn mà cùng nhau nhíu mày, nhao nhao nhìn về phía nhà họ Phương. Ông Lưu,
người này và nhà họ Phương có mối thù sâu sắc, hôm nay tôi muốn đánh nhau với cậu ta ở đây, không biết ông Lưu có ý kiến gì không? Phương Đạo Võ vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Lưu Bá Ôn ở trên ghế chủ vị. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lần lượt ghé tai nhau, dù sao chuyện Phương Tử Anh bị giết ngày hôm đó cũng khá ồn ào, mọi người ở thành Đại Phong đều biết hết cả. Tuy nhiên nhà họ Phương muốn đánh nhau ở phủ của Lưu Bá Ôn, quả thật nằm ngoài dự liệu của mọi người. Thân phận của Lưu Bá Ôn cao đến mức nào? Đừng nói nhà họ Phương ở thành Đại Phong, cho dù là tổng viện của nhà họ Phương thì cũng phải nể mặt Lưu Bá Ôn. Anh Phương, với thân phận và bối cảnh của anh thì không ổn lắm nhỉ, tay Lưu Bá Ôn vuốt râu, híp mắt nhìn về phía Phương Đạo Võ. Thật ra Lưu Bá Ôn cũng không phải không muốn nhà họ Phương đánh nhau với Tiêu Chính Văn ở đây. Nhưng mà Phương Đạo Võ có thân phận và bối cảnh gì chứ? Nếu ông ta ra tay thì chẳng phải là đang bắt nạt tiểu bối sao? Nếu Lưu Bá Ôn nghe theo thì sẽ mất thể diện. Đúng như anh Lưu nói, với bối cảnh và thân phận của tôi thì không nên bắt nạt một tiểu bối. Nhưng người này làm việc quá mức hung tàn, tôi không thể không đánh, mong anh Lưu thông cảm. Phương Đạo Võ nói xong, chắp tay với Lưu Bá Ôn. Ông ta dứt lời, không gian bỗng ngừng lại. Dù sao hôm đó ở trên võ đài, Phương Tử Anh quả thật chết rất thảm, bị hóa thành xương máu thì đã đành, thậm chí một bộ quần áo hoàn chỉnh cũng chẳng còn. Hơn nữa những người chết không chỉ một mình Phương Tử Anh, trong một ngày đã giết liên tiếp mấy người nhà họ Phương, thể diện của nhà họ Phương còn đâu nữa. Đồng thời, tất cả mọi người đều hết sức chấn động bởi thực lực của Tiêu Chính Văn, nếu như trước đây nhiều người còn tưởng rằng anh chỉ là một cái bình thuốc, vậy thì bây giờ ai còn dám có suy nghĩ này. Chỉ với một viên đá có thể giết Phương Tử Anh, bình thuốc như vậy chỉ sợ cả vạn năm cũng khó gặp. Tôi nghe nói lúc ấy thằng nhóc này còn nói nhà họ Phương có thể đến tìm hắn bất kỳ lúc nào, hắn sẽ chờ nhưng lần này e rằng phiền phức lớn rồi. Ha ha ha, đúng là vẫn còn quá trẻ, mạnh mẽ là tốt nhưng đôi khi sẽ dẫn tới họa sát thân. Đắc tội với nhà họ Phương như vậy, chỉ sợ nghi thức nhập môn hôm nay cũng sẽ dừng lại ở đây. Mọi người nhao nhao bàn luận nhưng không ai coi trọng Tiêu Chính Văn. Mặc dù Tiêu Chính Văn là nhân hoàng cấp 6 nhưng so với cao thủ đế cảnh như Phương Đạo Võ thì vẫn chưa đủ. Khoảng cách giữa hai bên giống như rãnh trời, 10 Tiêu Chính Văn cũng không phải là đối thủ của Phương Đạo Võ. Nhà họ Phương này oai phong quá nhỉ, thanh niên trẻ đánh nhau thì liên quan gì tới thế hệ trước? Chẳng lẽ đám thanh niên nhà họ Phương đều là lũ vô dụng nên chỉ có thể dựa vào thế hệ trước đứng ra giữ thể diện sao? Nhà họ Phương quả nhiên không có giới hạn, khó trách năm đó Phương Hiếu Nho sẽ bị Chu Di thập tộc. Làm người không nên như người nhà họ Phương. Không ít tông môn bên phía Nguyệt Hoa các chế giễu nhà họ Phương, hành vi của nhà họ Phương thật không biết xấu hổ. Vốn dĩ Phương Tử Anh lớn tuổi hơn Tiêu Chính Văn rất nhiều. Hiện tại Phương Đạo Võ cũng đứng ra khiêu chiến với một tiểu bối như Tiêu Chính Văn, quả thật hơi khó coi. Ngay cả thần toán tử cũng khinh thường cách làm của nhà họ Phương, lạnh lùng liếc xéo Phương Đạo Võ, hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu lại không nhìn ông ta nữa. Phương Đạo Võ cũng cảm nhận được ý thù địch từ Nguyệt Hoa Các, lạnh lùng nhìn lướt mọi người, nếu không phải ông ta biết Tần Lương Ngọc cũng ở đây thì ông ta đã sớm ra tay giáo huấn đám người này rồi. Hừ! Nói vậy là mấy vị tông chủ muốn thay thằng danh này đánh một trận với nhà họ Phương sao, giọng nói của Phương Đạo Võ lạnh như băng. Mấy vị trưởng môn giúp Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn nhau, trong mấy người bọn họ thực lực cao nhất cũng chỉ có cảnh giới nhân hoàng cấp 7 mà thôi, đâu phải là đối thủ của Phương Đạo Võ có cảnh giới đế cảnh. Vì vậy, họ cũng chỉ nghiêng đầu và không đáp lại. Thấy Phương Đạo Võ ngông cuồng như thế, sắc mặt của Tần Lương Ngọc đang trốn trong nội đường cũng đột nhiên trở nên u ám. Ý của nhà họ Phương đã vô cùng rõ ràng, muốn nhân cơ hội này tranh giành cao thấp với Nguyệt Hoa Các. Nhưng vào thời điểm này, bà ta không thể tự mình ra mặt, nếu không yến tiệc hôm nay sẽ trở thành một cuộc hỗn chiến lớn giữa hai bên. Ngược lại vẻ mặt của hai người Nguyệt Nhi và Thiên Dương đều vui sướng khi nhìn Tiêu Chính Văn gặp họa, vốn dĩ hai người bọn họ có thành kiến rất sâu với Tiêu Chính Văn. Hiện tại người nhà họ Phương cũng coi như chút giận dùm hai người bọn họ. Thấy hai bên đã tranh cãi không dứt, lúc này Lưu Bá Ôn mới đứng dậy, không đợi ông ta cất bước tiến lên, Phương Đạo Võ đã xua tay nói với Lưu Bá Ôn, anh Lưu, chuyện này là ân oán cá nhân của nhà họ Phương. Bởi vậy tôi không hy vọng anh Lưu cũng dính líu vào, mong anh Lưu ngồi trở lại ghế. Phương Đạo Võ khẽ ôm quyền với Lưu Bá Ôn,
ánh sáng sắc lạnh trong đôi mắt bắn ra bốn phía. Phản ứng của Phương Đạo Võ đều nằm trong dự liệu của Lưu Vũ Ôn, vậy nên ông ta không hề nói nhiều thêm gì mà ngồi lại vị trí cũ. Từ khi bắt đầu, đây đã là kết quả được định sẵn rồi, dù thế nào thì hôm nay Tiêu Chính Văn cũng đừng hòng được trở về toàn thây. Từ đầu chí cuối, Lưu Vũ Ôn chưa từng nghĩ tới việc ngăn cản người nhà họ Phương ra tay giết chết Tiêu Chính Văn, càng không cho phép bất cứ ai làm đảo loạn kế hoạch của ông ta. Nhà họ Phương cần phải chấp nhận với một kẻ tiểu bối sao? Lan Đình Ngọc tiến lên trước một bước, giả bộ khuyên can. Thực ra dù là thực lực hay địa vị trong thành Đại Phong thì đều không tới lượt Lan Đình Ngọc đứng ra nói đỡ cho Tiêu Chính Văn. Tiểu bối, Phương Đạo Võ hừ một tiếng, nói, dù cậu ta có phải là tiểu bối hay không, bất luận là ai, dám giết người nhà họ Phương của tôi thì đều phải trả nợ bằng máu. Phương Đạo Võ không chút khách khí lạnh lùng lên tiếng. Giọng nói của ông ta vang vọng khắp cả đại sảnh, mọi người xung quanh đều không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cho Tiêu Chính Văn. Một tông chủ có giao tình tốt với Nguyệt Hoa Các đứng bên cạnh đi tới gần Tiêu Chính Văn, thấp giọng nói, chỉ cần cậu không rời khỏi đại sảnh này thì không một ai có thể động tới cậu. Tiêu Chính Văn quay đầu khẽ gật đầu với người phía sau, nói cảm ơn đã nhắc nhở, có điều người nào làm thì người ấy chịu, tôi tự mình giải quyết là được rồi. Ôi, tông chủ đó không khỏi hít sâu, nói cậu thanh niên, đã tới lúc này rồi, không thể hành động theo cảm tính được đâu. Ông ta là cao thủ đế cảnh đó, hiện tại cậu chỉ mới ở cảnh giới nhân hoàng cấp 6, chỉ dựa vào cảnh giới thôi ông ta đã có thể áp chế được cậu, lẽ nào cậu thật sự muốn chết ở nơi này hay sao? Rất rõ ràng, tông chủ này không muốn Tiêu Chính Văn chết trong tay người nhà họ Phương, thế nhưng đây cũng chẳng phải do ông ta quan tâm tới Tiêu Chính Văn mà là vì không muốn để cho nhà họ Phương khoe mẽ trong buổi tiệc lần này mà thôi. Không đợi Tiêu Chính Văn lên tiếng, Phương Đạo Võ nhìn về phía Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói, đừng thì thầm to nhỏ nữa, cậu không trốn được khỏi trận đấu ngày hôm nay đâu. Dù có phải đợi bao lâu thì tôi cũng buộc phải lấy đầu của cậu. Phương Đạo Võ vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người đang có mặt đều thầm kinh ngạc. Đường đường là nhà họ Phương, lẽ nào thật sự muốn một mất một còn với một thanh niên hay sao? Trốn, cái tai nào của ông nghe tôi nói muốn trốn ông, Tiêu Chính Văn nói xong thì tiến lên trước, một giây sau đã đi ra khỏi đại sảnh, bước vào trong khoảng sân. Ôi, cậu thanh niên, cậu việc gì phải làm như thế, tông chủ kia dậm chân. Khi bóng dáng của Tiêu Chính Văn xuất hiện bên trong sân, ánh mắt của mọi người lập tức hướng về phía này. Ngay cả không ít người nhà họ Phương cũng nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ cực kỳ hiếu kỳ, bọn họ cũng muốn nhìn xem người giết chết Phương Tử Anh chỉ với một chiêu rốt cuộc có bản lĩnh lớn tới độ nào. Thế nhưng sau khi đánh giá Tiêu Chính Văn một lượt, không ít người đều lắc đầu không thôi, rất rõ ràng, Tiêu Chính Văn chỉ có cảnh giới nhân hoàng cấp 6, còn thua kém rất nhiều so với đế cảnh. Dù Tiêu Chính Văn có thiên phú hơn người, chiến lực tuyệt đỉnh thì căn bản cũng chẳng thể liên tiếp vượt qua 4 tầng cảnh giới để phân cao thấp với cao thủ đế cảnh. Ôi, sao cậu ta lại không chịu nghe lời khuyên can như vậy chứ, Tần Lương Ngọc trốn trong hậu trạch cũng nôn nóng dậm chân, thế nhưng sự việc tới nước này, dù bà ta có đứng ra chống lưng cho Tiêu Chính Văn thì trận chiến ngày hôm nay cũng đã không thể tránh được. Thằng danh con, cậu quả thực là kẻ điên cuồng nhất mà tôi từng thấy trong số thế hệ thanh niên. Phương Đạo Võ cười lạnh lùng sải bước về phía trước. Giết mấy con chuột nhắt nhà họ Phương mà đã tính là điên cuồng rồi sao? Tôi lại không cho là như vậy, Tiêu Chính Văn khẽ cười đáp lời. Hừ, dám công khai nói ra mấy lời này, lá gan của cậu quả thực không nhỏ, nhìn ra cả thành Đại Phong, mấy trăm năm nay, ai dám nói ra mấy lời huênh hoang như thế? Đừng nói là một tiểu bối như cậu, thử hỏi những người đang có mặt ở đây, ai có cái lá gan này? Phương Đạo Võ nói rồi dùng tay chỉ vào đám người phía sau lưng. Thế nhưng quả thực giống như những gì ông ta nói, tất cả mọi người đang có mặt đều đồng loạt cúi mặt xuống, trầm mặc không nói. Bọn họ sợ không có nghĩa tất cả mọi người đều sợ giống như thế, Tiêu Chính Văn trấn tĩnh như thường, bình thản nói. Cậu, tiểu bối, cậu dám, hỗn xược. Câu nói này của Tiêu Chính Văn giống như vừa ném một hòn đá lớn vào trong mặt hồ yên tĩnh. Lập tức làm dâng lên nghìn tầng sóng lớn. Những người đang có mặt quả thực sợ nhà họ Phương, thế nhưng chỉ có thể âm thầm trong bụng, tuyệt đối không bộc lộ ra bên ngoài. Chỉ một nhà họ Phương mà thôi, có gì ghê gớm. Tôi vẫn giữ câu nói đó, muốn đánh thì cứ việc, Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng,
ánh mắt bình thản nhìn về phía Phương Đạo Võ. Mọi người đang có mặt đều hết sức kinh ngạc, không ai ngờ Tiêu Chính Văn lại công khai khiêu chiến với cao thủ đế cảnh. Tên này hình như đang chê tuổi thọ dài quá rồi sao, Thiên Dương cười lạnh lùng, thấp giọng nói với Nguyệt Nhi. Bây giờ anh ta điên cuồng bao nhiêu thì lát nữa sẽ thê thảm bấy nhiêu, Nguyệt Nhi cũng cười khẩy lắc đầu. Không chỉ có hai người bọn họ xem thường Tiêu Chính Văn, tất cả mọi người đang có mặt dường như đều cho rằng Tiêu Chính Văn nhất định sẽ chết. Phương Đạo Võ lạnh lùng quan sát Tiêu Chính Văn, híp mắt nói, đúng là một tên tiểu bối xảo quyệt. Nếu như tôi thật sự ra tay với cậu, dù có lấy đi đầu của cậu thì chắc chắn cũng sẽ bị người đời dị nghị. Dùng cái mạng hèn của cậu để đổi lấy sự thanh khiết cuối đời của tôi, lại cho bản thân một cơ hội lưu danh sử sách, tính toán cũng không tệ đâu. Tôi nể tình cậu còn trẻ tuổi, cậu tự phế bỏ tu vi đi. Phương Đạo Văn vừa thốt ra lời này, ngay cả Lưu Vũ Ôn cũng khẽ nhíu mày. Xem ra tính toán của ông ta đã bị lão già nhà họ Phương nhìn thấu rồi, nếu như chỉ phế bỏ tu vi của Tiêu Chính Văn, vậy thì cây cầu nối giữa nhà họ Phương và Nguyệt Hoa Các sẽ không được kết nối hoàn toàn. Sau này, nhà họ Phương vẫn có thể lấy cái chết của mấy người Phương Tử Anh làm cái cớ để khai chiến với Nguyệt Hoa Các. Tính toán của ông ta cũng coi như thất bại hoàn toàn rồi. Nghĩ tới đây, Lưu Vũ Ôn khẽ nhíu mày, đứng dậy nói, anh Phương, nếu đã như vậy, tôi thấy chi bằng thế này, để cậu ta nghiêm túc xin lỗi nhà họ Phương một câu, chuyện này coi như nể mặt Lưu Vũ Ôn tôi mà dừng lại ở đây, thế nào? Lưu Vũ Ôn đương nhiên sẽ không để cho nhà họ Phương được như ý nguyện. Bảo vệ Tiêu Chính Văn không chỉ có thể làm rối loạn kế hoạch của nhà họ Phương mà còn có thể lôi kéo Nguyệt Hoa Các trong vô hình. Vừa làm được chuyện xấu mà vừa có tiếng tốt, Phương Đạo Võ quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ Ôn, hồi lâu không lên tiếng. Trong lòng lại đang thầm mắng chửi 18 đời tổ tông của Lưu Vũ Ôn một lượt. Lão hồ ly này quả nhiên không dễ đối phó. Thế nhưng dẫu sao đây cũng là lần thứ hai Lưu Vũ Ôn lên tiếng. Nếu như còn không chịu nể mặt Lưu Vũ Ôn thì nhà họ Phương cũng làm hơi quá rồi. Nghĩ tới đây, Phương Đạo Võ chỉ đành không cam tâm tình nguyện nghiến răng nói, được. Nhà họ Phương chúng tôi sẽ nể mặt ông Lưu, chỉ cần tên này có thể quỳ xuống trước mặt người nhà họ Phương chúng tôi, dập đầu lại liên tiếp 10 lần, an ủi linh hồn trên trời của cháu trai tôi thì tôi có thể không truy cứu thêm nữa. Lúc này, sắc mặt của Phương Đạo Võ đã trở nên cực kỳ khó coi. Lưu Vũ Ôn điềm nhiên mỉm cười, quay đầu nói với Tiêu Chính Văn, nếu như nhà họ Phương đã lên tiếng rồi thì cậu cũng xin lỗi người nhà họ Phương một tiếng trước mặt mọi người đi. Cậu cũng nghe thấy rồi, chỉ cần cậu chịu hóa giải thù oán giữa đôi bên, sau này nhà họ Phương cũng tuyệt đối không truy cứu thêm nữa, thế nào? Lưu Vũ Ôn dường như đang nói mấy lời này với Tiêu Chính Văn bằng giọng điệu ra lạnh, thế nhưng chủ yếu thì ông ta vẫn muốn để Tần Lương Ngọc nghe được. Theo ông ta thấy, Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là dập đầu lại Phương Đạo Võ mấy cái mà thôi đã có thể giữ được tính mạng, đối với Tiêu Chính Văn mà nói thì sự trao đổi này chỉ thiệt chứ không lỗ, anh nhất định sẽ vui vẻ nghe theo. Thế nhưng không ngờ là Tiêu Chính Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề cử động. Còn không mau đi xin lỗi, ông nhà tôi có thân phận gì, có thể lên tiếng nói đỡ cho anh đã là ân huệ rất lớn rồi, Thiên Dương thấy Tiêu Chính Văn vẫn chưa có ý nghe theo thì lạnh lùng quát một câu. Bốp, Tiêu Chính Văn không chút do dự vung tay giáng một cái tát lên trên mặt Thiên Dương từ phía xa. Anh dám đánh tôi, cả gương mặt của Thiên Dương đều sưng đỏ, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta tát trước mặt nhiều người như vậy. Anh là cái thá gì, đây là nơi mà anh có thể lên tiếng sao? Nói xong, Tiêu Chính Văn quay người nhìn về phía Lưu Vũ Ôn và Phương Đạo Võ, nói, mấy người nói tôi xin lỗi thì Tiêu Chính Văn bắt buộc phải nghe theo sao? Các người cho rằng tôi không biết ý đồ của các người hả? Kể từ khi bắt đầu, Tiêu Chính Văn nói tới đây thì dùng tay chỉ vào Lưu Vũ Ôn, lạnh lùng nói, ông đã muốn đẩy tôi ra đầu ngọn sóng rồi, dùng tính mạng của tôi để hóa giải thù oán giữa Nguyệt Hoa Các và nhà họ Phương. Còn ông, Tiêu Chính Văn lại chỉ về phía Phương Đạo Võ, lạnh lùng nói, chẳng qua chỉ là nhìn thấu toan tính của Lưu Vũ Ôn mà thôi, vừa không muốn bỏ qua cho tôi như thế, lại không muốn không nể mặt Lưu Vũ Ôn. Vậy nên mới muốn tôi tự phế bỏ tu vi, không sai chứ? Cậu, âm mưu của Lưu Vũ Ôn bị Tiêu Chính Văn vạch trần công khai, gương mặt già nua không khỏi nóng bừng lên, nói với sắc mặt khó coi, thằng danh con. Cậu đừng có mà không biết tốt xấu. Bao nhiêu năm nay, có ai không biết Lưu Vũ Ôn nước cao vọng trọng, cả thành Đại Phong đều hết sức kính trọng người này,
thế nhưng ông ta lại đi toan tính với một kẻ tiểu bối, sau này ông ta còn mặt mũi gì để ra ngoài gặp người khác nữa. Là mấy người không biết tốt xấu mới đúng. Tôi đã nhẫn nhịn mấy người rất nhiều rồi, mấy người lại cứ giơ bản mặt ra cho tôi đánh. Mấy người cho rằng mấy người là ai? Bảo Tiêu Chính Văn tôi xin lỗi thì tôi phải ngoan ngoãn nghe theo à? Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía hai người Lưu Vũ Ôn và Phương Đạo Võ. Ông Lưu, xem ra một số người không muốn nhận tấm lòng của ông, một lòng muốn nhảy vào chỗ chết. Phương Đạo Võ bước vào trong sân với sắc mặt u ám, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chính Văn từ phía xa. Hừ, nếu như cậu đã rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách tôi không nể tình, chuyện của bản thân cậu thì cậu tự đi mà giải quyết. Lưu Vũ Ôn bực tức phất ống tay áo ngồi trở lại vị trí cũ. Một kẻ kém cỏi như cậu mà cũng muốn khiêu chiến với cao thủ đế cảnh. Thật sự coi bản thân là Bạch Khởi tái thế hay sao? Rõ ràng là nực cười. Cái tát này của mày, Thiên Dương tao đã nhớ rồi, chẳng bao lâu nữa, tao nhất định sẽ trả lại gấp trăm gấp nghìn lần cho mày, Thiên Dương ôm lấy bên má xương tấy, nghiến răng nói. Ngược lại thần toán tử ngồi bên cạnh lại nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ hết sức tán thưởng. Dù hôm nay tên này thắng hay bại thì đều sẽ lưu danh sử sách. Có câu nói này của thần toán tử, những người còn lại cũng đồng loạt hướng ánh mắt kính nể nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Dù gì chuyện nhân hoàng cấp 6 đại chiến với cường giả đế cảnh, cả vùng ngoài lãnh thổ cũng chưa từng có tiền lệ. Mặc dù ở trong mắt bọn họ, Tiêu Chính Văn vẫn là một kẻ tiểu bối không biết tốt xấu. Thế nhưng sự dũng cảm này của anh thì bọn họ lại không hề có. Tên này không phải còn có con át chủ bài hay là chỗ dựa nào đó đấy chứ, Lan Đình Ngọc nhíu mày, nhỏ giọng nói. Hừ, cậu ta thì có cái chỗ dựa quái gì, Lưu Vũ Ôn lạnh lùng mắng chửi một câu. Thế nhưng đối phương thân là cao thủ đế cảnh, đây không phải là bí mật gì, không có chỗ dựa lớn mạnh thì sao cậu ta lại dám đối đầu với cao thủ đế cảnh? Dù là ngược dòng chém giết thì cũng không thể nhảy vào tận bốn bậc cảnh giới chứ. Lan Đình Ngọc đột nhiên kinh ngạc nói, lẽ nào trong tay cậu ta có thiên linh đan có thể khiến cho cậu ta nhanh chóng đột phá cảnh giới. Thiên linh đan cực kỳ hiếm thấy ở vùng ngoài lãnh thổ, khác với phá cảnh đan, thiên linh đan chỉ có hiệu quả với cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng trở lên, hơn nữa có thể liên tục đột phá vài cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng ngay tức thì, Lan Đình Ngọc lại phủ định luôn suy nghĩ này của bản thân, đột phá cảnh giới liên tiếp, loại uy áp khủng bố đó căn bản không phải là thứ mà ở độ tuổi như Tiêu Chính Văn có thể chịu đựng được. Thậm chí có khả năng một phút lơ là đi luôn cả tính mạng. Thiên Linh Đan, dựa vào cậu ta mà cũng xứng sở hữu loại thần dược đó ư. Ngay cả nhà họ Khổng cũng chưa chắc đã có Thiên Linh Đan đâu, Lưu Vũ Ôn khinh thường cười lạnh lùng nói. Thật ra ông ta vẫn luôn là đệ tử môn sinh của nhà họ Khổng, chỉ là che đậy khá kỹ mà thôi. Nhà họ Khổng cử ông ta tới thành Đại Phong là để thu thập hoa thơm cỏ lạ dùng để điều chế thiên linh đan, thế nhưng cho tới hiện tại, Lưu Vũ Ôn vẫn chưa thể tìm được đủ số thảo dược dùng để chế luyện thiên linh đan. Còn về Tiêu Chính Văn thì càng không thể sở hữu món bảo vật trong truyền thuyết đó. Tôi muốn xem cậu ta lấy dũng khí ở đâu ra. Phương Đạo Võ bắn ra sát khí rét lạnh. Tiến một bước lên trên hư không. Khi áp lực khủng bố của cường giả đế cảnh bao trùm xuống, ngay cả hư không cũng khẽ rung lên. Chỉ cần cao thủ đế cảnh ra tay thì sẽ vô cùng kinh thiên động địa, vậy nên Lưu Vũ Ôn mới vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt cho Thiên Dương và Nguyệt Nhi. Hai người này lập tức hiểu ý, mở đại trận phòng hộ để tránh liên lụy tới người vô tội. Đồng thời cũng là để giúp cho Phương Đạo Võ có thể ra tay với Tiêu Chính Văn mà không phải kiêng dè gì. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu liếc nhìn Phương Đạo Võ, chắp một tay sau lưng rồi tiến lên trước một bước. Vào khoảnh khắc bước chân của Tiêu Chính Văn chạm đất, một tia sáng rực rỡ phát ra từ bên trong cơ thể anh, tất cả mọi người đều không khỏi hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Đột phá rồi, ngay sau đó, khí tức của cảnh giới nhân hoàng cấp 7 cũng bao phủ khắp không gian. Cậu ta thật sự đột phá rồi, miệng của Lan Đình Ngọc biến thành hình chữ O, hai mắt cứ thế nhìn Tiêu Chính Văn chăm chăm. Không chỉ có ông ta cảm thấy bất ngờ, ngay cả Tần Lương Ngọc cũng cực kỳ kinh ngạc. Lần trước Tiêu Chính Văn đột phá là vào lúc nào? Mới mấy ngày trước mà. Đây là đột phá cảnh giới của cảnh giới nhân hoàng đấy, dù là thiên tài tuyệt thế thì cũng phải cần tới hơn trăm năm mới có thể đột phá được một bậc cảnh giới. Tốc độ đột phá của Tiêu Chính Văn cũng quá kinh người rồi. Hừ,
Xem ra cậu cố tình áp chế tu vi. Đáng tiếc là không ai có thể áp chế được ba bậc cảnh giới ở cảnh giới nhân hoàng. Phương đạo võ cười nham hiểm nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói. Vậy sao? Vừa nói dứt lời, Tiêu Chính Văn lại tiến lên trước thêm một bước. Tia sáng rực rỡ thứ hai lại sáng lên, trời đất cũng biến sắc theo đó. Một cỗ khí thức của nhân hoàng cấp 8 như ẩn như hiện. Tên này quả nhiên không tầm thường, thế nhưng đáng tiếc là căn cốt của cậu ta quá nông, chưa đủ trăm tuổi căn bản chẳng thể chịu đựng được uy áp khủng bố của đế cảnh. Thần toán tử híp mắt lại quan sát Tiêu Chính Văn, không ngừng lắc đầu nói. Thế nhưng ông ta vừa mới nói dứt lời, Tiêu Chính Văn lại tiến lên trước thêm một bước, khí tức của nhân hoàng cấp 8 lập tức bao trùm khắp không gian. Với đạo cảnh của Tiêu Chính Văn mà nói, đừng nói là liên tiếp đột phá hai bậc cảnh giới, dù là trực tiếp tiến tới đế cảnh cũng không phải không có khả năng. Chỉ là Tiêu Chính Văn không muốn đột phá quá nhanh, như vậy thì khó mà tránh được việc nền móng không ổn định. Vậy nên mới luôn áp chế tu vi của mình. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn bước lên trước lần ba, ngay cả trời đất một phương cũng trở nên rúng động. Vô số đám mây sấm sét trên không trung đột nhiên quy tụ lại trên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn, dường như ngay cả trời đất một phương cũng đang đố kỵ với Tiêu Chính Văn. Ngay cả trong không khí cũng mang theo sấm chớp lôi đình, một số người có tu vi thấp đã bắt đầu không chịu đựng nổi trước áp lực khủng bố này, chạy trở lại trong đại sảnh. Thiên Dương và Nguyệt Nhi cũng đồng loạt quay trở lại bên cạnh Lưu Vũ Ôn, sợ rằng sẽ bị cỗ uy lực khủng bố này nghiền thành thịt vụn. Ôi, cậu ta lại có thể liên tiếp đột phá ba bậc cảnh giới, thần toán tử cũng không khỏi nhíu mày. Không chỉ có ông ta, đám người bên cạnh cũng kinh ngạc tới độ suýt thì rớt cằm vì cảnh tượng trước mắt. Với căn cốt của cậu ta thì sao có thể chống đỡ được? Số sấm chớp lôi đình kia lại chẳng thể làm gì được cậu ta. Ngay cả trời đất một phương cũng đang đố kỵ với cậu ta sao? Mọi người đồng loạt phát ra những tiếng kinh thán. Thế nhưng một giây sau, khí tức của Tiêu Chính Văn lại đột nhiên dâng cao, trực tiếp đột phá lên cảnh giới nhân hoàng cấp 9. Tất cả mọi người đều trở nên ngơ ngẩn. Ha ha ha, Phương đạo võ ngược lại không hề kinh ngạc mà còn phá lên cười, chỉ vào Tiêu Chính Văn mà nói, cậu quả thực khiến cho tôi rất bất ngờ, có điều đáng tiếc là căn cốt của cậu lại quá nông. Căn bản chẳng thể chịu đựng nổi uy áp của đế cảnh. Nhân hoàng cấp 9 cũng là cực hạn của cậu rồi. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, giết ông cần gì phải lên đế cảnh. Nhân hoàng cấp 9 là đủ rồi. Phương đạo võ nghe vậy thì hừ một tiếng rồi giơ kiếm lên, một luồng kiếm khí khủng bố lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Vút, Tiêu Chính Văn lập tức phung tay, con dao quân đội năm cạnh cứ thế bay ra. Keng, cùng với một tiếng vang kinh thiên động địa. Phương đạo võ bị chấn động tới độ phải lùi ra sau vài bước, Tiêu Chính Văn cũng liên tiếp lùi ra sau mười mấy bước. Một đòn chí mạng của cao thủ đế cảnh lại không lấy được mạng của cậu ta ư, Lan Đình Ngọc nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng không khỏi có dự cảm không tốt. Lẽ nào Tiêu Chính Văn trước mắt chính là nhân vật mạnh mẽ đứng nơi đầu ngọn gió khi trước? Thằng danh con, chạy đi đâu, Phương đạo võ không cho Tiêu Chính Văn có cơ hội nghỉ tay. Từng luồng kiếm khí giống như màn mưa cứ thế xối thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Xoạt, kiếm khí dày đặc xé toang hư không ra thành một vết nứt rộng tới mấy chục dặm. Một đòn tấn công của cường giả đế cảnh không phải là thứ mà cảnh giới nhân hoàng, chỉ cần giơ tay lên là có thể phá vỡ không trung, phá hủy hàng ngàn cây số. Chẳng qua bây giờ trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Phương đạo võ không cần thiết phải phá hủy phạm vi lớn như thế. Chính vì thế mà Phương đạo võ tập trung hết tất cả đòn tấn công vào một điểm, nhắm chuẩn xác vào Tiêu Chính Văn. Nhát kiếm này của ông ta có thể gọi là một kiếm khai thiên, không chỉ có kiếm khí vô cùng sắc bén, mà còn chứa uy lực khá mạnh, ngay cả đất trời cũng sụp xuống độ cao 100 trượng. Mặc dù thế tấn công này cực kỳ hung hãn nhưng rừng cây dưới chân Tiêu Chính Văn và Phương đạo võ lại không bị ảnh hưởng gì. Đây là khả năng kiểm soát cực kỳ chuẩn xác. Thậm chí sẽ không làm sát khí và kiếm khí lan ra ngoài. Kiếm khí không lọt được gió đó đánh xuống đỉnh đầu Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn lại chỉ xuyên qua kiếm khí nhưng lại không đánh trả. Lúc này Tiêu Chính Văn như bị kiếm khí ảnh hưởng, khí tức không ổn định, dường như sắp đến bờ vực sụp đổ bất cứ lúc nào. Dưới đế cảnh đều chỉ là đám kiến nhỏ bé thôi, cho dù cậu có mạnh hơn nữa cũng không đủ để làm gì khi đối mặt với tôi. Cậu mới chỉ 30 mấy tuổi. Căn cốt không vững, vẫn còn kém xa trong sự lĩnh hội về thế giới rộng lớn này. Phương đạo võ nhếch môi nở nụ cười hiểm ác, giọng nói lạnh như băng.
quả thật tôi cũng chỉ có thể thấy được một góc núi băng của thế giới rộng lớn này, Tiêu Chính Văn khẽ cười với Phương Đạo Võ. Lời này của Tiêu Chính Văn không phải tự giễu cũng không phải khiêm tốn, thế giới rộng lớn, vũ trụ bao la, mà Quy Chân cũng chỉ là một góc tảng băng của thế giới rộng lớn mà thôi. Cho dù là trong ghi chép của Thiên Sơn Thư Lục, Quy Chân cũng không phải là vô song. So ra thì còn có hư vô, hỗn độn v.v., chẳng qua tôi chưa từng nghĩ muốn đột phá đế cảnh mà thôi. Ai nói với ông Nhân Hoàng thì không phải là đối thủ của đế cảnh. Hôm nay tôi sẽ cho các ông mở mang tầm mắt, trận pháp phản thiên vô cùng tuyệt diệu, các ông cũng chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng thôi. Vừa dứt lời khí tức xung quanh Tiêu Chính Văn bắt đầu sao động, hơn nữa năng lượng này cực kỳ đáng sợ. Kiếm khí đáng sợ đó dâng lên như thủy triều, trên bầu trời như thể sấm sét dày bằng cánh tay, rơi xuống như mưa phùn. Có thể nói kiếm cảnh đáng sợ này đã là tuyệt thế trong trận pháp kiếm thuật. Cũng chỉ có cao thủ đế cảnh mới có thể hoàn hảo dung hợp kiếm khí và đất trời đến mức này. Còn uy lực là thứ mà cường giả dưới đế cảnh không thể tưởng tượng được. Thậm chí ngay cả cao thủ Nhân Hoàng cấp 9 cũng sẽ tan nát thành bột trong tích tắc bởi đòn tấn công khủng khiếp này. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên đến há hốc miệng là kiếm khí vô song đó thế mà lại bị Tiêu Chính Văn đỡ được trong tích tắc. Thậm chí có thể nói đòn tấn công đáng sợ này đủ để phá hủy cả một trang viên rộng lớn, nhưng đến cuối cùng thế mà lại bị ánh sáng vàng trong tay Tiêu Chính Văn đỡ được. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Phương Đạo Võ cũng sửng sốt. Nghe nói với thực lực hiện giờ của Tiêu Chính Văn, dù có lấy cả tính mạng ra cũng chưa chắc có thể đỡ được một kiếm này chứ đừng nói là chỉ giơ tay lên. Nhưng ánh sáng vàng trong tay anh như có ma lực hút lấy hơn một nửa kiếm khí, một nửa còn lại bị hất tung ra xa hàng trăm mét. Vốn dĩ theo cách của Phương Đạo Võ, đòn tấn công này dù không thể giết được Tiêu Chính Văn cũng đủ để khiến anh bị thương nặng, nhưng lúc này ngay cả Phương Đạo Võ cũng phải nhìn nhận lại Tiêu Chính Văn. Tôi không tin cậu vẫn có thể đỡ được, Phương Võ Đạo hét lên, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Ánh sáng trong tay Tiêu Chính Văn lúc nãy làm ông ta nghĩ đến trận pháp không gian của Hoa Sơn, mặc dù xét về ngoại hình thì khác nhau nhưng lại có tác dụng như nhau. Chỉ thấy một tay Phương Đạo Võ cầm kiếm, mũi kiếm chỉ lên trời. Từng đám mây đen lấy bảo kiếm đó làm trung tâm hình thành nên một vòng xoáy lao thẳng lên trời. Vòng xoáy khí trên bầu trời như xuất hiện một cái hố đen cực sâu đang không ngừng xoay chuyển, thậm chí mấy ngọn núi nhỏ ở đằng xa cũng bật gốc. Kiếm này của tôi có thể diệt được cả đất trời. Phương Đạo Võ trầm giọng gào lên, mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là kiếm ý nhân đạo được Khổng Thánh truyền lại. Mặc dù Khổng Khưu không ra làm sao cả, nhưng lại là con chim đầu đàn của Thiên Đạo Minh Ước, thực lực cũng không thể xem thường. Nhát kiếm này như có thể xé tan bầu trời, phá vỡ hồng hoang. Ngay cả Lưu Vũ Ôn cũng phải thầm ngạc nhiên cảm thán về trận pháp đáng sợ này. Thật không ngờ Tiêu Chính Văn lại có thể khiến Phương Đạo Võ phải dùng đến hết những gì cả đời tích lũy được. Lẽ nào cậu ta là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn đến từ thế tục thật sao? Dù là thế thì một cảnh giới Nhân Hoàng cũng không thể ép cao thủ đế cảnh vào đường cùng chứ. Lúc này không ít người đều túm tụm lại bàn luận. Nhưng đa số vẫn xem thường Tiêu Chính Văn. Dù sao Phương Đạo Võ cũng là cao thủ đế cảnh, đã xuất ra con bài cuối cùng thì sao một cảnh giới Nhân Hoàng như Tiêu Chính Văn có thể đỡ được. Dù có chạy trốn đến chân trời góc bể cũng chỉ có một kết cục là chết. Nhưng lúc này Phương Đạo Võ đang đứng trong cơn lốc, sắc mặt lại khá nghiêm trọng, ông ta đã dùng hết sức, nếu đòn tấn công này lại bị Tiêu Chính Văn đỡ được, e là ông ta sẽ lành ít dữ nhiều. Thân là cao thủ đế cảnh, ông ta có thể nắm chắc từng thay đổi nhỏ của trận chiến, càng có khả năng phán đoán hơn người. Thế nên ngay cả khi chỉ cần có một chút thay đổi cực nhỏ cũng sẽ bị Phương Đạo Võ cảm nhận được. Nhưng lúc này ông ta biết rõ trận chiến giữa Tiêu Chính Văn rất nhanh sẽ đi đến kết thúc, thậm chí sống chết cũng chỉ nằm gọn trong nửa chiêu thức. Lẽ nào ông ta muốn phong bế cánh cửa giao tiếp với thế giới bên ngoài? Hay là, Lưu Vũ Ôn khiếp sợ nói. Hay là Tiêu Chính Văn vẫn muốn đột phá lần nữa? Bây giờ Tiêu Chính Văn đã đứng vững ở cảnh giới Nhân Hoàng cấp 9 rồi, nếu đột phá thì là bán bộ đế cảnh. Nói cách khác đến lúc đó ít nhất Tiêu Chính Văn cũng có thể phát huy được hơn một nửa uy lực của đế cảnh. Nhưng, có thể sao? Từ xưa đến nay chưa ai có thể đột phá trực tiếp từ cảnh giới cấp 6 lên bán bộ đế cảnh trong cùng một ngày. Chắc không đâu,
anh ta chỉ mới chưa đến 30 tuổi, sao có thể đột phá lên đế cảnh? Ngay cả Nguyệt Nhi cũng khá ngạc nhiên. Cậu ta không phải đột phá thật mà chỉ mượn khí thế của đất trời. Lưu Vũ Ôn híp mắt, mắt sáng rực nhìn Tiêu Chính Văn. Là một đại thánh đạo thuật, dĩ nhiên Lưu Vũ Ôn có kiến thức uyên thâm nên biết rõ mọi thứ Tiêu Chính Văn muốn làm tiếp sau đó. Nhưng Tiêu Chính Văn có thể làm được thật sao? Ít nhất trong trí nhớ của Lưu Vũ Ôn, chưa ai có thể mượn sức của đất trời để nâng cao cảnh giới của mình lên một bậc trong thời gian ngắn. Trời đất rộng lớn thế nào cơ chứ? Hùng vĩ ra sao? Là thứ mà con người có thể chịu được sao? Dù anh ta thành công thì sao? Nếu đột phá thêm một bậc nữa, anh ta cũng chỉ là bán bộ đế cảnh, vẫn rơi vào thế yếu trước cường giả đế cảnh thôi. Thiên Dương không cho là đúng hừ một tiếng nói. Trong mắt hắn, cảnh giới là tất cả, đó chính là khoảng cách mà Tiêu Chính Văn không bao giờ có thể vượt qua. Nghe thế Lưu Vũ Ôn cũng đồng tình, nhưng ông ta không hiểu tại sao Phương Đạo Võ đột nhiên xuất ra con bài cuối cùng của mình, rốt cuộc ông ta đang lo sợ điều gì. Không chỉ có Lưu Vũ Ôn cảm thấy khó hiểu, mà mọi người ở đó cũng cực kỳ ngờ vực. Chỉ có đương sự là Phương Đạo Võ mới biết, dù để Tiêu Chính Văn đột phá thêm một cánh giới, hoặc để Tiêu Chính Văn liên kết được với đất trời, ông ta thậm chí khó có thể đỡ được nửa chiêu. Đây là phản ứng theo bản năng mà chinh chiến lâu dài mài giũa thành, cũng chỉ có cao thủ đế cảnh mới có giác quan thứ 6 mạnh đến thế. Ngược lại Tiêu Chính Văn không có vẻ gì là căng thẳng, nụ cười trên môi ngày càng ẩn ý, xung quanh anh dâng lên từng màn xương trắng, khí tức cổ xưa bỗng chốc lan tràn. Không đúng, đây không phải là đột phá. Cậu ta đang dùng khí tức của rồng. Người bình thường sao có thể sử dụng khí tức của rồng, đó là khí tức chỉ có thiên tử thật sự mới có được. Lúc này Lưu Vũ Ôn sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Chỉ cần một tia khí tức của rồng, cũng có thể khiến loài người không thể chống đỡ nổi. Đó là sức mạnh mạnh nhất, phá vỡ được cảnh giới và tất cả ngoại lực. Có thể nói, tất cả cường giả ở vùng ngoài lãnh thổ đều mong muốn có được khí tức của rồng, dù chỉ là một chút dấu vết cũng có thể hủy diệt trời đất. Lên, bóng hình của Thương Long đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiêu Chính Văn, bóng hình đó không ổn định, lúc sáng lúc tối. Hừ, anh ta chỉ có thể dùng được 5 giây mà thôi. Làm sao có thể đạt được đế cảnh trong vòng 5 giây chứ? Nguyệt Nhi nghiến răng, hét lên với vẻ mặt không cam lòng. Không chỉ Lưu Vũ Ôn nhìn ra được manh mối, mà ngay cả Phương Đạo Võ cũng nhìn ra được điểm yếu của Tiêu Chính Văn. Hừ, cậu khiến tôi thật bất ngờ, không ngờ cậu lại có thể sử dụng khí tức của rồng, thật hiếm thấy. Nếu cậu có thể duy trì lâu hơn, thì ở vùng ngoài lãnh thổ, ai còn có thể làm gì cậu? Đáng tiếc, chỉ được 5 giây, cậu không thể làm gì tôi đâu. Phương Đạo Võ quát lớn, khí tức mạnh mẽ của cường giả đế cảnh lập tức bao vây lấy Tiêu Chính Văn. Khí tức của rồng quả thực là bất khả chiến bại, nhưng đối với cường giả đế cảnh, chống đỡ vài giây cũng không thành vấn đề. Trừ khi Tiêu Chính Văn có thể dung hợp giữa khí tức của rồng và chính mình. Nếu không, chỉ cần Phương Đạo Võ chống đỡ được vài giây này, ông ta chắc chắn sẽ giết được Tiêu Chính Văn. Thực ra, đối với Tiêu Chính Văn mà nói, đừng nói là mấy giây, mà một phần nghìn giây cũng đủ để giết Phương Đạo Võ rồi. Khi Tiêu Chính Văn từ từ nâng tay lên, khí tức của rồng không ngừng phóng ra theo cánh tay Tiêu Chính Văn. Lúc này, Phương Đạo Võ ở phía đối diện cũng chăm chú nhìn Tiêu Chính Văn, đồng thời sử dụng chiêu thức đáng sợ nhất của mình. Một kiếm này đủ để chấn động nghìn năm, uy danh tứ phương. Khi ông ta chém xuống, ngay cả làn gió trong núi cũng biến thành kiếm khí, phóng về phía Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó, trong cái hố trên không vô tận kia, có hàng vạn luồng sáng phóng ra, với sức mạnh hủy diệt trời đấy. Từ một góc độ khác, phóng về phía Tiêu Chính Văn. Sức mạnh chấn động trời đất này có thể hủy diệt vạn vật, mọi người xem trận chiến cũng không thể hít thở nổi. Cường giả đế cảnh quả nhiên phi thường, nhưng sau khi những luồng sáng kia phóng ra, núi sông xung quanh dường như bị chia thành hai cùng một lúc. Ngay cả dòng suối trên núi cũng ngừng chảy trong chốc lát, đủ để thấy thanh kiếm này đáng sợ như thế nào. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không hề hoảng sợ trước nhát kiếm này. Anh chỉ khẽ vung tay, khí tức lập tức phóng ra, hóa giải ngàn vạn luồng sáng kia. Một giây tiếp theo, bóng dáng của Tiêu Chính Văn đột nhiên mờ nhạt, trong nháy mắt, anh đã xuất hiện trước mặt Phương Đạo Võ. Giết ông chỉ cần một đấm là đủ. Nói xong,
Tiêu Chính Văn vung một cú đấm sắt đá, trên nắm đấm của anh, dường như xuất hiện ảo ảnh đầu rồng cực lớn rồi biến mất trong nháy mắt. Bùm, khí tức bảo vệ xung quanh Phương Đạo Võ lập tức tan vỡ. Nắm đấm sắt của Tiêu Chính Văn, giống như một sức mạnh hủy diệt, đập mạnh vào ngực Phương Đạo Võ. Cú đấm của Tiêu Chính Văn xuyên thẳng qua ngực Phương Đạo Võ. Cho đến lúc máu bắn ra, Phương Đạo Võ vẫn nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ khó tin. Không, không thể nào. Ông ta là cường giả đế cảnh, khí tức bảo vệ cơ thể của ông ta vô cùng kiên cố. Đừng nói là một cú đấm, cho dù là vũ khí thần thánh cũng chưa chắc có thể khiến ông ta bị thương. Nhưng trước một đấm của Tiêu Chính Văn, khí tức bảo vệ cơ thể giống như hư không, trong nháy mắt đã sụp đổ. Đây hoàn toàn không phải một trận quyết đấu, mà là cuộc thảm sát từ một phía. Giống như một người đàn ông trưởng thành đấm một đứa trẻ 3 tuổi. Rầm, cơ thể Phương Đạo Võ đập mạnh xuống mặt đất, dường như ngay cả núi sông trong bán kính hàng trăm km cũng không thể chịu nổi sức mạnh đáng sợ này nữa, tất cả đều bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống, mặt đất từ xa cũng rung chuyển. Lúc Tiêu Chính Văn từ trên không hạ xuống, tu vi của anh một lần nữa ổn định ở trên cảnh giới nhân hoàng cấp 9. Còn luồng khí tức của rồng kia như sương mù, lập tức tiêu tan. Con rồng khổng lồ cũng dần hòa vào mọi thứ xung quanh rồi biến mất. Chỉ còn một Tiêu Chính Văn, đứng kiêu hãnh trên không trung, nhìn xuống Phương Đạo Võ lúng túng từ lâu. Lúc này, Phương Đạo Võ không còn uy danh của cao thủ cảnh giới đế cảnh nữa. Mà giống như một con chó chết, cả người nằm trong cái hố hình người, không ngừng co giật. Cảnh tượng trước mắt không chỉ khiến mọi người chấn động, mà còn khiến mọi người ớn lạnh. Đó là cao thủ đế cảnh, vậy mà đã bị đánh thành đống thịt thối trong nháy mắt. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp cậu ta rồi. Vừa rồi không phải đột phá. Ngay từ đầu, cậu ta đã muốn dùng khí tức của rồng để giết Phương Đạo Võ trong một chiêu. Lưu Vũ Ôn kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn. Thủ đoạn này không phải là thứ mà Tiêu Chính Văn nên có ở độ tuổi này. Chỉ một chiêu đã có thể giết cao thủ đế cảnh. Điều đáng sợ nhất là Tiêu Chính Văn mới chỉ đạt cảnh giới nhân hoàng. Cho dù là nhân hoàng cấp 1 hay cấp 9 thì đều không thể đấu lại nổi cao thủ đế cảnh. Vậy mà Tiêu Chính Văn lại làm được điều đó. Chỉ riêng trận chiến hôm nay cũng đủ để đi vào sử sách. Lúc này, ngay cả Nguyệt Nhi và Thiên Dương đều ngơ ngác nhìn Tiêu Chính Văn như một vị thần. Nhất là lời nói vừa rồi của Lưu Vũ Ôn càng khiến bọn họ run sợ. Trong hàng ngàn năm qua, người duy nhất có thể sử dụng khí tức của rồng chỉ có đế vương. Ngay cả đại thánh võ đạo cũng không thể sử dụng một tia khí tức của rồng. Hôm nay, Tiêu Chính Văn không chỉ phá vỡ nhận thức của mọi người về cảnh giới, mà còn nói rõ cho mọi người một điều, người bình thường cũng có thể mượn sức mạnh của trời đất để điều động khí tức của rồng chỉ thuộc về đế vương. Cảnh tượng này đúng như những gì Tiêu Chính Văn vừa nói, khiến tất cả bọn họ đều mở rộng tầm mắt. Ngay cả Tần Lương Ngọc luôn quan sát phía sau cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng so với những người khác, trên mặt bà ta có thêm một nụ cười hài lòng. Lúc này, thần toán tử vốn đang chăm chú quan sát Tiêu Chính Văn đột nhiên đứng lên, chắp tay nói với Tiêu Chính Văn, thực lực của cậu bạn này thật khiến người ta kinh ngạc. Mặc dù ông ta đã sống hàng nghìn năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một người có sức mạnh đáng sợ như Tiêu Chính Văn. Chỉ cần cho Tiêu Chính Văn đủ thời gian thì sau này chắc chắn sẽ trở thành anh hùng hào kiệt. Nguyệt Nhi và Thiên Dương cũng lần lượt cúi đầu, không dám nhìn Tiêu Chính Văn nữa. Lúc này, trong lòng bọn họ, Tiêu Chính Văn giống như một vị thần không thể xúc phạm. Cậu thanh niên, lúc trước đều là lỗi của tôi, mong cậu nể mặt các chủ tần mà quên đi những chuyện trước đây, Lưu Vũ Ôn mặt dày chắp tay nói với Tiêu Chính Văn. Trước đây ông ta luôn bày mưu tính kế với Tiêu Chính Văn. Ông ta thấy hy sinh một Tiêu Chính Văn cũng chẳng đáng gì cả. Nhưng trận chiến hôm nay đã khiến ông ta hiểu ra một điều rằng không thể đắc tội với người như Tiêu Chính Văn. Nếu không, cho dù ông ta có quan hệ chặt chẽ với nhà họ Khổng như thế nào thì cũng không thể thoát chết. Hơn nữa, người như Tiêu Chính Văn cũng không dễ để ông ta động vào, cho nên ông ta mới chủ động làm hòa với Tiêu Chính Văn. Lúc này, Phương Đạo Võ đang hấp hối, chật vật mở mắt, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ không cam lòng. Ông ta là nhân tài đế cảnh, nhưng lại bại trong tay một tiểu bối cảnh giới nhân hoàng, hơn nữa còn bị giết trong vài giây. Đây không chỉ là nỗi nhục nhã,
mà còn là tai họa lớn cho nhà họ Phương. Nếu Tiêu Chính Văn nổi giận, giết cả nhà họ Phương thì chắc chắn máu sẽ chảy thành sông. Bây giờ ông ta chỉ hy vọng dùng cái chết của mình để đổi lấy đường sống cho nhà họ Phương. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn chạm đất, Thần Toán Tử bước lên, lạnh lùng nhìn Lưu Vũ Ôn, có một số người, cậy vào quyền lực của mình để ức hiếp người khác. Nhưng không ngờ, trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tiêu Chính Văn chỉ mỉm cười, không trả lời ông ta mà nhìn Phương Đạo Võ với ánh mắt lạnh lùng. Chẳng phải nhà họ Phương các ông nói muốn báo thù sao? Vẫn câu nói đó, tôi có thể nghênh đón các người bất cứ lúc nào. Lời này như một cái tát mạnh vào mặt Phương Đạo Võ, Phương Đạo Võ nhẫn nhịn cơn đau, cố gắng quay mặt sang chỗ khác, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Tiêu Chính Văn nữa. Lúc này, nhà họ Phương đã dùng hết quân bài, ngoại trừ cụ tổ nhà họ Phương ra, còn có ai có thể là đối thủ của Tiêu Chính Văn? Cho dù cụ tổ nhà họ Phương ra tay với Tiêu Chính Văn, thì cũng không thể đánh bại được khí tức của rồng. Vốn dĩ, ông ta nghĩ rằng mình có thể nhân cơ hội này giành lấy thể diện cho nhà họ Phương, đồng thời lập uy cho nhà họ Phương ở thành Đại Phong. Nhưng kết quả thì sao? Nhà họ Phương lại tự rước lấy nhục nhã. Với tư chất của cậu, sau này chắc chắn sẽ bay lên trời cao, Thần Toán Tử nhìn Tiêu Chính Văn với đôi mắt sáng ngời, không ngừng khen ngợi. Trong số tất cả mọi người, e rằng chỉ có Thần Toán Tử và Tần Lương Ngọc từ đầu đến cuối chưa từng tính kế với Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, ngay từ đầu, Thần Toán Tử cũng có cái nhìn tốt về Tiêu Chính Văn. Không phải ông ta biết bao nhiêu về Tiêu Chính Văn, mà là khi nhìn Tiêu Chính Văn, Thần Toán Tử mới phát hiện, ông ta không thể nhìn thấu được kiếp trước và kiếp này của Tiêu Chính Văn. Chuyện này chưa từng xảy ra trên con đường đạo thuật của ông ta, vì vậy, ngay từ đầu, Thần Toán Tử đã ngầm khẳng định rằng Tiêu Chính Văn không phải người bình thường. Đám người Lan Đình Ngọc nghe vậy, cũng lần lượt chắp tay chúc mừng Tiêu Chính Văn, lúc này, bọn họ cũng cảm thấy tu vi của Tiêu Chính Văn thâm sâu không thể thăm dò. Không thể dùng cảnh giới hiện tại của Tiêu Chính Văn để đánh giá. Có một số người sinh ra đã khác biệt, cho dù Tiêu Chính Văn chưa tới 30 tuổi, nhưng vùng ngoài lãnh thổ lại là nơi dùng thực lực để phân chia cao thấp. Cho dù bọn họ không tình nguyện, nhưng cũng phải kính cẩn gọi Tiêu Chính Văn là tiền bối. Thấy Tiêu Chính Văn không để ý đến lời mình nói, Lưu Vũ Ôn đảo mắt vài vòng rồi xoay người ra sân sau. Nhìn thấy Tần Lương Ngọc, Lưu Vũ Ôn đỏ mặt nói, các chủ Tần, cậu bạn này không cần tôi nâng đỡ gì cả. Chuyện ngày hôm nay, tôi thấy Tần Lương Ngọc lắc đầu cười khổ nói, ông Lưu, tôi từng nói với ông rồi, cậu ta không hề đơn giản, nhưng ông lại không tin. Ngày đó, tôi giới thiệu cậu ta với ông, không chỉ là hy vọng nhận được sự giúp đỡ của ông, mà còn hy vọng, ông có thể giao lưu qua lại với cậu ta, dù sao thì tôi, nói đến đây, mặt Tần Lương Ngọc tràn ngập vẻ đau thương. Các chủ Tần nói đúng, đều tại tôi nhất thời mê muội, nhưng chuyện này tôi cũng không biết làm sao. Trong thành Đại Phong, nhiều thế lực phức tạp, điều này, chắc bà hiểu rõ hơn tôi. Lưu Vũ Ôn vừa nói với Tần Lương Ngọc, vừa dâng tách trà cho Tần Lương Ngọc. Tần Lương Ngọc khẽ gật đầu, quay lại nhìn Lưu Vũ Ôn, ông Lưu yên tâm, tôi sẽ đích thân giải thích với cậu ta, chắc chắn sẽ không làm khó ông Lưu. Chỉ là, sau này, nếu Nguyệt Hoa Các có chuyện gì, hoặc xảy ra xung đột với Điện Thần Long, vẫn mong ông Lưu có thể nể tình ngày hôm nay, ra tay giúp đỡ. Tần Lương Ngọc biết tuổi thọ của mình không nhiều, mà trong thành Đại Phong, người duy nhất bà ta có thể giao phó chỉ có Lưu Vũ Ôn mà thôi. Ồ, Điện Thần Long thật sự đáng sợ vậy sao? Trong thành Đại Phong có rất nhiều môn phái, Điện Thần Long thật sự dám vươn tay đến thành Đại Phong à, Lưu Vũ Ôn cũng nhíu mày. Dù sao Tần Lương Ngọc cũng có tu vi đại đế, ở vùng ngoài lãnh thổ cũng không phải nhân vật tầm thường. Vậy mà lại lo lắng cho một Điện Thần Long nhỏ bé. Hai, mọi thứ không thể đoán trước được, bây giờ thành Đại Phong đang xảy ra nhiều chuyện, tôi lại không thể cứu chữa được nữa. Điều khiến tôi lo lắng nhất bây giờ chính là trăm năm sau, Nguyệt Hoa Các liệu sẽ cái gì? Nghe vậy, Lưu Vũ Ôn kinh ngạc nhìn Tần Lương Ngọc, nói các chủ Tần, lẽ nào bà thật sự sắp gặp đại nạn sao? Tần Lương Ngọc khẽ gật đầu, mặc dù bà ta không biết còn lại bao nhiêu thời gian, nhưng nhiều nhất cũng chỉ còn lại 10 năm. 10 năm, trong dòng sông Vĩnh Hằng, chỉ là thoáng qua. Ngàn năm qua đi, ai cũng không thể thoát nổi cái chết, đây là chân lý Vĩnh Hằng. Nếu có một ngày, tôi cũng phải ra đi,
chỉ mong ông Lưu đừng quên lời giao phó ngày hôm nay của tôi, Tần Lương Ngọc thành khẩn nói. Các chủ Tần, theo tôi thấy, nếu có thể để cậu bạn này gia nhập Nguyệt Hoa Các, đừng nói là Điện Thần Long, mà cả giới thế tục cũng không cần quan tâm. Lời nói của Lưu Vũ Ôn vô cùng nhập nhằng, ông ta đang thầm nói với Tần Lương Ngọc rằng rõ ràng bà ta đang giữ một thiên tài, vậy tại sao còn cần ông ta giúp đỡ? Không, nền móng của cậu ta ở thành Đại Phong còn quá nông, sức chiến đấu của một người dù có cao đến đâu, cũng không thể thay thế hai chữ danh vọng, Tần Lương Ngọc khẽ thở dài. Nghe vậy, Lưu Vũ Ôn yên lặng gật đầu, có một số chuyện, quả thực không thể giải quyết một mình. Cũng giống như Tần Lương Ngọc trong thành Đại Phong, bà ta có sức chiến đấu vô song, nhưng cũng bất lực khi đối mặt với nhà họ Phương. Mặc dù Tiêu Chính Văn là thiên tài tuyệt thế hiếm có, nhưng trước mắt, Tiêu Chính Văn vẫn ở cảnh giới nhân hoàng, còn cách rất xa cảnh giới đại đế. Để đề phòng, Tần Lương Ngọc chỉ có thể đặt hy vọng của mình vào Tiêu Chính Văn và Lưu Vũ Ôn. Các chủ Tần, theo tôi biết, bà đã khiêu chiến với Điện Thần Long, Lưu Vũ Ôn nhíu mày hỏi. Tần Lương Ngọc khẽ gật đầu nói, đúng vậy, mặc dù Ngọc Khuyết Cung không liên quan trực tiếp đến Nguyệt Hoa Các, nhưng chỉ cần kết thủ án với Thành Đại Phong thì nhất định sẽ trở mặt với Nguyệt Hoa Các. Thay vì đợi đến lúc đó, không bằng nhân lúc tôi còn sống, phân cao thấp một lần cho xong. Đáng tiếc là gần đây tôi không thể rời khỏi Thành Đại Phong, không thể nhổ cỏ tận gốc, vì vậy chắc chắn sẽ để lại hậu họa sau này. Vẻ mặt của Tần Lương Ngọc vô cùng nghiêm túc, bà ta biết rõ mình còn sống thì tốt, nhưng một ngày nào đó tuổi thọ của bà ta cạn kiệt, Thành Đại Phong không chỉ bị các bên xé nát, mà còn bị các thế lực bên ngoài xâm nhập. Đến lúc đó, Điện Thần Long cũng nhân cơ hội trả thù, Nguyệt Hoa Các chắc chắn sẽ bị xóa sổ trong tích tắc. Lưu Vũ Ôn suy tư hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, các chủ Tần, trước đây chúng ta từng dốc sức vì Đại Minh. Với tình thế hiện tại sao không nhờ nhà họ Chu giúp đỡ? Trong số rất nhiều hoàng tộc, nhà họ Chu cũng thuộc hàng trung thượng lưu, nếu có được sự ủng hộ của nhà họ Chu, thì không chỉ đảm bảo an toàn cho Nguyệt Hoa Các, mà còn có thể nhân cơ hội này nâng cao địa vị của Nguyệt Hoa Các. Tần Lương Ngọc khẽ lắc đầu nói, phạm vi thế lực của nhà họ Chu cách Thành Đại Phong quá xa, hơn nữa, nhà họ Chu có qua lại sâu đậm nhất với giới thế tục, e rằng đến lúc đó, bọn họ sẽ không giúp Nguyệt Hoa Các. Trước mặt hoàng tộc, vĩnh viễn chỉ có lợi ích, ngoài ra không có gì khác. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến Tần Lương Ngọc ngại mở miệng với nhà họ Chu. Theo tôi thấy, cậu bạn họ Tiêu này cũng có lai lịch không tầm thường. Tại sao không nhờ gia tộc của cậu ta giúp đỡ, ánh mắt Lưu Vũ Ôn sáng lên, lập tức nói. Không thể thăm dò thân phận của cậu ta, càng không nên dính líu đến thế lực phía sau. Tôi luôn cảm thấy lai lịch của cậu ta vô cùng đáng ngờ, vì vậy, cho đến ngày cậu ta tự chủ động tiết lộ, chúng ta không nên tìm hiểu nhiều thì hơn. Nói xong, Tần Lương Ngọc nhìn về phía Tiêu Chính Văn, bà ta luôn có dự cảm, đây là sự yên ổn cuối cùng của Thành Đại Phong trước khi sóng gió ập tới. Lưu Vũ Ôn và Tần Lương Ngọc chuyện trò một hồi, sau đó chào tạm biệt và rời đi, lúc này, Tiêu Chính Văn cũng bị thần toán tử và một đệ tử của thần toán môn kéo sang một bên. Thật ra thần toán tử và thần toán môn do chính tay ông ta sáng lập ra có thể coi là thế lực lớn thứ ba tại Thành Đại Phong, vừa không qua lại thân thiết với Nguyệt Hoa Các, lại vừa không thông đồng làm bậy với nhà họ Phương. Thế nhưng lại vì thân phận đạo môn mà được yên ổn tồn tại ở Thành Đại Phong. Bây giờ Tiêu Chính Văn giống như lực lượng mới xuất hiện, một chiêu đã đánh bại cao thủ đế cảnh, đương nhiên sẽ trở thành đối tượng để phía thần toán tử lôi kéo. Thần toán tử đích thân kéo tay của Tiêu Chính Văn ngồi xuống, hơn nữa còn luôn miệng mời Tiêu Chính Văn tới thần toán môn làm khách. Trong lòng Lưu Vũ Ôn chỉ nghĩ tới xung đột tương lai của Thành Đại Phong và cả chuyện làm sao để hóa giải triệt để mâu thuẫn giữa mình và Tiêu Chính Văn, căn bản không hề chú ý tới những chi tiết nhỏ bé này. Tiêu Chính Văn được mọi người xung quanh coi như khách quý cũng chẳng lấy gì làm lạ, tầm ảnh hưởng của một cường giả đế cảnh lớn tới độ nào, dù là tông môn nào thì cũng đều muốn tạo quan hệ tốt với cường giả như vậy. Dù là Lưu Vũ Ôn, nếu như không phải trước đây từng toan tính với Tiêu Chính Văn thì ông ta cũng sẽ chủ động tiến lên trước chào hỏi. Thế nhưng địa vị của thần toán tử lại rất cao, vậy nên ông lớn của những tông môn khác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn bị lôi kéo về phía thần toán môn. Căn bản không dám tiến lên bắt chuyện. Các vị, mọi người tạm thời yên lặng một chút, hôm nay tôi có chuyện lớn muốn thông báo một tiếng với các vị, mọi người cũng biết đường mà chuẩn bị tâm lý,
Lưu Vũ Ôn đứng dậy, lớn tiếng nói với mọi người. Ngoại trừ thần toán tử ra thì mọi người đều đồng loạt buông bát đũa xuống, quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ Ôn. Lưu Vũ Ôn chắp hai tay sau lưng, vừa đi qua đi lại vừa nhíu mày nói, tôi vừa mới hay tin từ phía các chủ tần, Điện Thần Long đã cử người xâm nhập vào thành Đại Phong của chúng ta rồi. Kể từ ngày hôm nay, các vị phải cẩn thận hơn đấy. Đặc biệt là Ngọc Khuyết Cung. Dù gì thì Ngọc Khuyết Cung vẫn còn nợ Điện Thần Long. Một khi Điện Thần Long lật mặt với thành Đại Phong thì người đứng mũi chịu sào sẽ chính là Ngọc Khuyết Cung. Nghe thấy tin tức này, sắc mặt của tất cả mọi người đều hơi biến đổi. Ông Lưu, ý của ông là Điện Thần Long muốn nhúng tay vào thành Đại Phong của chúng ta rồi ư? Lan Đình Ngọc híp mắt, nói với vẻ hơi không dám tin. Không sai, theo tin tình báo, người của Điện Thần Long bây giờ đang ở thành Đại Phong, chỉ là vẫn chưa hề công khai thân phận. Vậy nên ý của các chủ tần là bảo mọi người phải hành động cẩn thận. Nếu như Ngọc Khuyết Cung xảy ra vấn đề gì, vẫn mong các vị có thể nể tình tất cả đều là tông môn của thành Đại Phong mà ra tay tương trợ. Lưu Vũ Ôn nghiêm túc nói. Ông Lưu, theo tôi được biết, hình như Điện Thần Long là một thế lực vừa chuyển từ thế tục tới vùng ngoài lãnh thổ, không đến mức khiến cho chúng ta phải căng thẳng như vậy chứ, một môn chủ bên cạnh cười nói với vẻ khinh thường. Không chỉ có môn chủ này cho rằng Lưu Vũ Ôn có hơi nghiêm trọng hóa vấn đề, không ít môn chủ tông môn bên cạnh cũng đều bày ra vẻ khinh thường. Hình tượng yếu kém của thế tục đã ăn sâu bén rễ vào bên trong ấn tượng của bọn họ, dù là thế lực xưng bá ở thế tục thì trong mắt bọn họ căn bản cũng chẳng thể dấy lên được sóng to gió lớn gì. Cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ nhiều vô số kể, dù là tông môn nào thì cũng đều có thể dạy cho Điện Thần Long non nớt kia cách làm người. Các vị tuyệt đối đừng khinh địch. Mọi người có biết Điện Thần Long vừa mới vào vùng ngoài lãnh thổ đã chiếm cứ được một trong số ba thánh địa lớn ở Đông Vực là Đế Khư hay không? Nơi này còn là vùng đất chủ phú mà đế vương các và nhà họ Khổng tranh giành mấy nghìn năm mà vẫn chưa có kết quả, mà trong buổi tiệc khai sơn, người của Bát Hiền Từ, nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã đều lần lượt gây rối. Thế nhưng kết quả thì sao? Bát Hiền Từ thì không phải nói nữa, rất nhiều cao thủ đế cảnh của nhà họ Khổng, nhà họ Tư Mã và nhà họ Aizen Zoro đều thương vong trở về. Càng không nói sau lưng Điện Thần Long còn có Trương Nghi chống lưng cho, có thể không hề nói quá rằng Điện Thần Long vừa mới vào vùng ngoài lãnh thổ đã trở thành trung tâm của dông bão. Dưới tình cảnh như vậy mà lại có thể đặt ở một địa điểm bất bại, lẽ nào không đáng để các vị phải coi trọng hơn sao? Giọng nói của Lưu Vũ Ôn trầm thấp, sắc mặt nghiêm trọng, hai bên chân mày trắng đã nhíu chặt. Không khí cũng lập tức trở nên trầm xuống sau mấy lời này của Lưu Vũ Ôn. Như thể không khí chiến tranh đã áp chế lên trên trái tim của mọi người rồi vậy. Chiếm Đế Khư rồi ư? Lúc này, những người khinh thường Điện Thần Long mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Xung quanh Đế Khư đều là những vùng đất chủ phú, không chỉ có nhà họ Khổng và Đế Vương Các mà cả nhà họ Bạch, nhà họ Chu, nhà họ Thường đều đang nhòm ngó tới. Những thế lực này, dù tùy tiện chọn ra một thì cũng đủ để gây chấn động một phương. Mấy thế gia và thế lực lớn đấu đá cả nghìn năm, Đế Khư vẫn là một vùng đất vô chủ, điều này đủ để chứng minh các bên đều không có năng lực để làm chủ thánh địa đã có tuổi đời mấy chục nghìn năm. Mà Điện Thần Long vừa mới tới vùng ngoài lãnh thổ đã chiếm lấy vùng đất chủ phú này, nói cách khác, Điện Thần Long đang khiêu chiến với thế lực các phương, thậm chí còn có thể trở nên cực kỳ lớn mạnh ở Đông Vực. Ngay cả người nhà họ Phương đang có mặt cũng lộ ra vẻ không dám tin. Năm đó, nhà họ Phương cũng từng nghĩ sẽ làm chủ Đế Khư, thế nhưng vẫn còn chưa kịp hành động đã bị một loạt thế gia lớn như nhà họ Chu, nhà họ Bạch, nhà họ Võ liên thủ cảnh cáo. Thậm chí ngay cả nhà họ Khổng cũng thầm cử người cảnh cáo nhà họ Phương, ngày vào làm chủ Đế Khư cũng chính là lúc nhà họ Phương bị tiêu diệt. Từ đó có thể thấy được thủ đoạn và thực lực của Điện Thần Long tuyệt đối không hề tầm thường. Trước tiên chưa nói tới những người khác, hai người đạo thuật Chí Tôn Viên Thiên Canh và hậu nhân của Trần Khánh Chi Trần Huy Tổ lần lượt gia nhập vào Điện Thần Long, cam tâm tình nguyện trở thành chó săn cho Điện Thần Long, lẽ nào còn không đáng để các vị phải coi trọng sao? Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đang có mặt đều hít sâu. Người khác vẫn dễ nói, đạo thuật Chí Tôn Viên Thiên Canh ngông nghênh tới độ nào. Năm đó ngay cả nhà họ Khổng và huyết tộc cũng chưa thể mời được ông ta giúp sức. Bây giờ lại cam tâm tình nguyện chết cho Điện Thần Long, đây rõ ràng là chuyện khiến cho người ta chẳng thể tin được. Các vị, Viên Thiên Canh này không hề giống với những kẻ bình thường, vốn dĩ trong lịch sử không nên xuất hiện nữ đế,
thế nhưng sau khi ông ta đảo ngược càn khôn thì không chỉ xuất hiện nữ đế mà còn thống trị Hoa Quốc tận mấy chục năm. Một người có thể thay đổi xu hướng của cả một vương triều, thế lực khiến ông ta cam tâm phó tá đương nhiên không đơn giản. Những lời này của Lưu Vũ Ôn vừa thốt ra, một môn chủ không khỏi nhíu mày nói, điện thần long đó chẳng qua chỉ là con ếch ngồi đáy giếng trong thế tục, có tài đức gì mà lại khiến cho một người như Viên Thiên Canh phải quy phục. Mặc dù ông ta chỉ là môn chủ của một tông môn nhỏ, thế nhưng cũng là cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng cấp 7, không chỉ có quan hệ thân thiết với Nguyệt Hoa Các mà còn qua lại với cả đế vương các nữa. Vậy nên cũng có chút hiểu biết Viên Thiên Canh. Các vị không cần phải hoài nghi, Lưu Vũ Ôn bình thản nói. Nhà họ Trần kia là sự thần bí tới độ nào, Trần Huy Tổ cũng là một kẻ cao ngạo ra sao? Sao có thể cam tâm dốc sức vì điện thần Long cơ chứ, lúc này, lại có một môn chủ nữa không hiểu lên tiếng. Năm đó, Trần Khánh Chi chết thảm chính là vì trên người ông ta có quá nhiều dị tượng chẳng thể lý giải được, cũng ẩn chứa quá nhiều bí mật. Từ sau khi Trần Khánh Chi chết, nhiều năm qua nhà họ Trần kín tiếng đến mức nào? Trần Huy Tổ lại đột nhiên công khai gia nhập điện thần Long, chuyện này quá bất thường. Đây đã không còn là bí mật nữa rồi, ngày diễn ra buổi lễ mừng khai sơn, rất nhiều người đều tận mắt trông thấy, hơn nữa kiếm tiên Lý Bạch và Thượng quan Uyển Nhi cũng gia nhập điện thần Long vào cùng một ngày. Vậy nên điện thần Long không hề yếu kém như trong tưởng tượng của các vị. Ngược lại còn là một lực lượng không thể xem thường. Nghe tới đây, gần như tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ngay cả Thượng quan Uyển Nhi cũng gia nhập điện thần Long rồi ư. Như thế có khác gì nửa nhà họ Võ đều đã quy phục dưới trướng điện thần Long. Mặc dù so về chiến lực thì Thượng quan Uyển Nhi còn kém xa Viên Thiên Canh, thế nhưng xét về tầm ảnh hưởng ở vùng ngoài lãnh thổ, Viên Thiên Canh lại thua xa Thượng quan Uyển Nhi. Kiểu người như vậy cũng trở thành một thành viên của điện thần Long, điều này đủ để chứng minh điện thần Long này đáng sợ đến mức nào. Theo như tôi suy đoán, điện thần Long đột ngột giết tới vùng ngoài lãnh thổ, 90% là để khiêu chiến với các phương ở vùng ngoài lãnh thổ, Lưu Vũ Ôn híp mắt nói. Tiêu Chính Văn nghe vậy thì cũng không khỏi quay đầu liếc nhìn Lưu Vũ Ôn. Ồ, khiêu chiến với vùng ngoài lãnh thổ, lời này nói có hơi phóng đại nhỉ, Lan Đình Ngọc cười nói như không. Chí phải, trước đây vùng ngoài lãnh thổ có mấy lần tới thế tục khiêu khích, dù đánh hay là giết thì bên tổn thất cũng đều là thế tục. Thế nhưng nếu như chuyển chiến trường trở lại vùng ngoài lãnh thổ thì sao? Dù có đánh tới khi trời đất mịt mù, máu chảy thành sông thì cũng có liên quan gì tới thế tục, Lưu Vũ Ôn nghiêm túc nói ra suy đoán của mình. Ông ta vừa thốt ra lời này, mọi người đều không khỏi hít sâu, nếu như điện thần Long thực sự tới vì mục đích đó, vậy thì mục đích cuối cùng của họ vẫn chính là chinh phục vùng ngoài lãnh thổ. Nếu như thật sự giống với những gì ông nói, e rằng cả thành Đại Phong thật sự sẽ đứng nơi đầu sóng ngọn gió rồi, Lan Đình Ngọc và mấy môn chủ đứng bên cạnh khẽ nhíu mày nói. Lúc này, bọn họ đâu dám khinh thường nữa. Viên Thiên Canh gì, Trần Huy Tổ gì, dù có Ngự Lâm vệ của nhà họ Võ thì cũng có thể làm được gì. Thành Đại Phong chúng ta có đại đế trấn giữ, còn sợ điện thần Long làm quái gì, Thiên Dương đứng bên cạnh đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Chương 3989 trong số những cường giả đế cảnh, đại đế là một sự tồn tại cực cao, mặc dù không so được với đế quân nhưng đế cảnh cấp 6 cũng có thể chiếm giữ một vùng đất nhỏ ở vùng ngoài lãnh thổ rồi. Hơn nữa, muốn đạt được cảnh giới đại đế không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có cảnh giới thôi thì còn lâu mới đủ, đó là kết quả của việc liều mình chém giết nhiều cường giả đế cảnh mà ra. Chỉ có chém giết vô số cao thủ cùng cảnh giới, mới có thể được người khác tôn làm đại đế một phương. Những người như vậy có thể nói là kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, hơn nữa thủ đoạn và con át chủ bài không kể xiết, nếu không, cũng không thể ngạo nghễ lập nên một phương, thống trị một thành lớn. Mấy ngàn năm nay, có vị đại đế nào không phải là người uy chấn một phương, mà đại đế từng bước lên đỉnh cao giống như Tần Lương Ngọc thì ít lại càng ít. Dù đã trải qua hàng trăm năm phong ba thử thách, Tần Lương Ngọc vẫn có thể bảo vệ thành Đại Phong bình yên vô sự, huống chi là hiện tại. Mặc dù các môn phái lớn đều đang sử dụng nhiều trận pháp bí mật cổ xưa để thể hiện sức mạnh của mình, thế nhưng, chỉ những môn phái thực sự đào tạo ra đại đế thậm chí là đế quân mới là cường giả hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, phía sau Tần Lương Ngọc còn có Đại Minh chống lưng, có thể nói, cuối thời nhà Minh, tất cả các đại đế đều là gia thần của nhà họ Chu, đến lúc bất đắc dĩ, nhà họ Chu cũng sẽ tuyệt đối không đứng nhìn Tần Lương Ngọc ngã ngựa.
đây chính là bối cảnh lai lịch của đại đế, đồng thời cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa đại đế và những người khác. Khi đạt đến cấp bậc đại đế này, sẽ nhận được sự thừa nhận của cả một triều đại, được khắc lên dấu ấn của triều đại đó, đồng thời cũng sẽ có được sự quan tâm chiếu cố của hoàng tộc triều đại đó. Ở một tòa thành được nhân vật như vậy trấn giữ như thành Đại Phong, cho dù đám người thượng quan Uyển Nhi có đánh đến thành Đại Phong thì có thể thế nào chứ? Trước mặt thành Đại Phong, Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ cũng là cái thá gì? Về phần bản thân Điện Thần Long lại càng không đáng để ý đến. Câu nói này của Thiên Dương khiến thần sắc của mọi người không thể không chấn động. Chỉ có trong mắt của Lưu Bá Ôn là lóe qua một tia lo lắng. Mà bên kia, thần toán tử lại mời Tiêu Chính Văn đến thần toán môn thật. Bên ngoài thành Đại Phong 30 dặm, có một ngọn núi thiên khung cao vút, mây mù dày đặc, giống như chốn tiên cảnh ở trần gian. Đây chính là nơi tọa lạc của thần toán môn. Vừa bước chân vào đường lát đá dưới chân núi, một luồng ánh sáng vàng chiếu ra từ trên đỉnh núi, giống như một đại lộ ánh sáng vàng, dẫn thẳng đến chính điện trên đỉnh núi. Chương 3990 ở hai bên đường sáng này có vô số đệ tử của thần toán môn, đứng ở hai phía, lần lượt khom người quét đất cho Tiêu Chính Văn và thần toán tử. Cung kính chào môn chủ, cung kính chào cậu Tiêu. Đây đã là tiêu chuẩn nghi thức đón khách cao nhất của thần toán môn, thậm chí không ít đệ tử trong môn cũng thầm kinh ngạc. Trong những năm qua, thần toán môn chưa bao giờ tiếp đãi ai long trọng như vậy, thậm C32 hí đến sự tiếp đãi bình thường cũng chưa từng có. Mà hôm nay, người mà bọn họ cùng nhau đón tiếp lại là một người thanh niên có căn cốt chưa đến 30 tuổi. Dùng nghi thức long trọng như vậy để tiếp đón một người trẻ tuổi, có phải là hơi quá rồi không? Đúng vậy, với căn cốt của anh ta, xem ra còn chưa đến 30 tuổi, có thể có bản lĩnh lớn đến đâu chứ? Hừ, không ngờ chúng ta đây lại phải hành lễ với một tên tiểu bối như vậy. Vài đệ tử trẻ tuổi của thần toán môn nhao nhao thì thầm bàn luận. Các cậu không được nhiều lời. Các cậu không biết người trước mắt đáng sợ như thế nào đâu, một người đàn ông trung niên trở về cùng với thần toán tử cau mày quát mắng. Ông ta đã theo bên cạnh thần toán tử từ khi còn nhỏ, nhưng cả đời chưa từng gặp nhân vật nào như Tiêu Chính Văn. Chỉ với cảnh giới nhân hoàng đã có thể đánh bại cao thủ đế cảnh chỉ với một chiêu, mặc dù cường giả đế cảnh của nhà họ Phương đã may mắn thoát chết, nhưng đó cũng là kết quả của việc Tiêu Chính Văn giơ cao đánh khẽ mà thôi. Trận chiến này đủ để cho thấy thực lực đáng sợ của Tiêu Chính Văn, cũng như tu vi kinh người không phù hợp với độ tuổi của anh. Nếu đoán không nhầm, người này có lẽ sẽ được Nguyệt Hoa Các tiếp đãi như thượng khách. Hả, ngay cả môn phái của đại đế cũng tiếp đãi một tên tiểu bối như hắn long trọng như vậy sao? Đó là điều đương nhiên, nghe nói người của Điện Thần Long đã lẻn vào thành Đại Phong. Đến ngày khai chiến với Điện Thần Long, những người này nhất định sẽ là đại sát thần của phía chúng ta. Một số đệ tử trở về cùng với thần toán tử cũng thấp giọng bàn luận. Cậu bạn, mời lên cầu thang. Thần toán tử mỉm cười nói với Tiêu Chính Văn, đồng thời làm động tác tay xin mời. Cùng lúc Tiêu Chính Văn bước lên đại lộ ánh sáng vàng kia, ánh sáng vàng đột nhiên thu lại về phía đỉnh núi, đưa Tiêu Chính Văn và đám người thần toán tử tiến vào trong đại điện trên đỉnh núi. Đại điện trên đỉnh núi rất dốc, hơn nữa, xung quanh có đầy đủ lâm viên lầu các không thiếu thứ gì. Nguy nga khí thế. Tiêu Chính Văn được thần toán tử mời đến đài vọng tiên, ở đây, cho dù là trưởng lão của thần toán môn cũng không thể tùy tiện vào trong, chỉ có một mình thần toán tử thường đến đây để quan sát hiện tượng thiên nhiên vào ban đêm, tính toán tương lai. Chương 3991 việc thần toán tử có thể mời Tiêu Chính Văn lên đài vọng tiên đủ để cho thấy ông ta coi trọng Tiêu Chính Văn đến mức nào. Nơi này gọi là đài vọng tiên. Là nơi mà ngày thường tôi hay quan sát hiện tượng thiên nhiên buổi đêm, tính toán thiên hạ, cậu Tiêu, mời. Sau khi thần toán tử làm động tác tay mời bèn dẫn đầu bước lên. Vào thời điểm Tiêu Chính Văn bước chân lên đài vọng tiên, cảnh vật xung quanh nhất thời xuất hiện thay đổi cực lớn. Dãy núi và biển mây phía xa đột nhiên biến mất, thay vào đó là dải ngân hà bao la. Những chòm sao xung quanh lấp lánh, giống như đang đặt mình vào trong vũ trụ. Tôi tin rằng cậu Tiêu cũng biết trận pháp ở đây, vùng không gian này cũng không phải là chốn bí cảnh gì, mà là một vùng không gian độc lập ở vùng ngoài lãnh thổ. So sánh thì nơi này thích hợp để chuyên tâm lĩnh hội, tính toán thiên cơ hơn, vì vậy mới có sự bài trí như vậy. Thần toán tử mỉm cười giải thích. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, đương nhiên anh cũng không lạ gì,
đây chính là lợi dụng không gian trận pháp để trực tiếp tạo ra một không gian độc lập. Người đâu, pha trà. Thần toán tử mỉm cười, nói. Thực ra, hôm nay Tiêu Chính Văn không chỉ đánh bại cường giả đế cảnh của nhà họ Phương mà còn bày ra trước mặt mọi người một kỳ tích hàng ngàn năm nay. Mặc dù nói rằng cường giả đế cảnh của nhà họ Phương không được coi là mạnh nhất trong số đế cảnh cấp 1, nhưng Tiêu Chính Văn chỉ dùng một chiêu đã đánh bại ông ta, điều này đủ để chứng tỏ rằng Tiêu Chính Văn chắc chắn có thực lực của cường giả đế cảnh cấp 1 mạnh nhất. Nhưng Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi? Chưa đến 30 tuổi mà thôi, loại người này đã định trước sẽ không chỉ dừng lại ở trình độ trước mắt, về phần tương lai anh có thể đi được bao xa, ngay cả thần toán tử cũng không dám tùy tiện phán đoán. Tiền bối, căn cứ vào đài vọng tiên này, chắc hẳn ông là người thuộc về đạo môn. Tiêu Chính Văn hỏi thẳng. Thần toán tử liên tục gật đầu, nói, không sai, tôi và đám người Viên Thiên Canh, Lưu Bá Ôn là cùng thuộc đạo môn. Có điều đáng tiếc là hiện tại đạo môn đã suy yếu, đã không còn cao thủ nữa rồi. Thần toán tử nói đến đây thì liên tục thở dài. Cho dù bọn họ có thể sánh ngang với cao thủ đạo thuật chí tôn cảnh giới đế cảnh, nhưng ở vùng ngoài lãnh thổ nơi nhân tài đông đúc này, cũng chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí địa vị của người trong đạo môn còn không bằng người trong y đạo. Mà ở thời kỳ Tiên Tần, đạo môn thậm chí còn là sự tồn có thể sánh ngang với võ đạo. Chương 3992 đến Hoàng đế Hiên Viên cũng tự xưng là đến từ đạo môn. Có thể tưởng tượng được rằng hàng ngàn năm trở lại đây, đạo môn đã suy yếu đến mức nào rồi. Theo tôi thấy cậu Tiêu chắc là người tu hành song song cả võ và đạo, nếu không căn bản không thể mượn được khí thiên địa, dùng khí tức của rồng để đánh bại cao thủ đế cảnh của nhà họ Phương. Thần toán tử vừa thưởng thức trà vừa mỉm cười, nói. Điểm này, Tiêu Chính Văn cũng không phủ nhận. Thiên Sơn Thư Lục bao quát vạn vật, bên trong quả thực là có rất nhiều thứ, đều có liên quan đến đạo môn. Kể cả Trúc Thư Ký Niên và Bốn Bức Nguyên Kinh, những thứ này đều xuất phát từ mô phạm thánh nhân đạo môn. Không biết cậu Tiêu có ý định ở lại thành Đại Phong tôi lâu dài không? Thần toán tử hỏi thăm dò. Ở lại thành Đại Phong, có thể, nhưng cũng có khả năng tôi sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ thành Đại Phong. Không biết đến lúc đó thần toán tử tiền bối sẽ thế nào? Tiêu Chính Văn nói, ánh mắt nhìn về phía thần toán tử. Thần toán tử hoàn toàn không ngờ tới Tiêu Chính Văn sẽ hỏi một câu như vậy, không khỏi sững sờ, sau đó nhíu mày nói, cậu Tiêu, thành Đại Phong không giống với đế khư. Đế khư vốn là vùng đất không chủ, nhưng thành Đại Phong đã có đại đế chấn giữ. Tôi phải thừa nhận rằng cậu Tiêu có sức chiến đấu cái thế nhưng, với thực lực của cậu Tiêu, e rằng vẫn chưa đủ để thách thức đại đế một phương. Có điều. Nếu như cậu Tiêu có gì cần, thần toán tử tôi sẵn sàng dùng hết sức lực non yếu này. Thần toán tử nói với vẻ ung dung thản nhiên. Một mặt, ông ta nhắc nhở Tiêu Chính Văn rằng thành Đại Phong và đế khư không giống nhau, vừa ám thị Tiêu Chính Văn về điểm đáng sợ của đại đế, nhưng cuối cùng vẫn bày tỏ nguyện vọng gia nhập phe của Tiêu Chính Văn. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng phải thừa nhận, thần toán tử đúng là rất lão làng. Tiêu Chính Văn lại trò chuyện với thần toán tử một lúc rồi xoay người rời đi. Sau khi tiễn Tiêu Chính Văn ra khỏi thần toán môn, mấy đệ tử của thần toán môn bên cạnh mới quay đầu lại nói với thần toán tử, môn chủ, những lời nói vừa nãy của ông, ngộ nhớ bị người khác nghe được, e rằng hậu quả, vừa rồi cuộc trò chuyện của thần toán tử và Tiêu Chính Văn khá lớn tiếng, thậm chí ngay cả các đệ tử trong môn phái đứng cạnh người giữ cửa cũng có thể nghe rõ mồn một. Nếu mấy lời này mà truyền đến thành Đại Phong thì rất có thể thần toán môn sẽ bị đuổi ra khỏi thành Đại Phong mất. Không sao, thần toán tử bình thản nói. Môn chủ, ngộ nhỡ sau này Tiêu Chính Văn trở thành kẻ thù của thành Đại Phong thật, thậm chí khiêu chiến với đại đế, lẽ nào chúng ta phải làm bia đỡ đạn cho anh ta sao? Đại đệ tử của thần toán tử ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. Chương 3993 thần toán môn không phải là tông môn lớn ở thành Đại Phong. Chỉ riêng việc thần toán môn chưa thể chen chân vào thành Đại Phong cũng có thể nhận ra thần toán môn chỉ có thể được xem là một tông môn bị loại trừ khỏi xã hội mà thôi. Nhưng thần toán tử đã lánh đời nhiều năm, phủ lên cho thần toán môn một lớp vải bí ẩn, thế nên tông môn trong thành Đại Phong mới không dám có ý bất kính với thần toán môn. Các con còn quá trẻ, các con nghĩ cậu ta đơn giản vậy sao? Một cảnh giới nhân hoàng không có chỗ chống lưng nào mà lại dám đối diện trực tiếp với cao thủ đế cảnh, các con dám không?
phía sau anh ta còn có thế lực lớn như thế nào đang chống đỡ cho anh ta. Nghe thần toán tử nói thế, mấy đệ tử thần toán môn bên cạnh không khỏi ngạc nhiên thốt lên, thầy ơi, ý thầy là, hai, các con chỉ biết nhìn căn cốt của cậu ta thôi, điều đó chỉ chứng minh tuổi tác của cậu ta, không thể đại diện cho cái gì cả. Muốn nhìn thấu một người thì phải xem người đó làm việc thế nào, làm người như thế nào. Nếu phía sau cậu ta không có thế lực nào lớn thì với tuổi của cậu ta có thể đạt đến cảnh giới nhân hoàng cấp 9 sao? Các con thật sự nghĩ cao thủ cảnh giới nhân hoàng đỉnh cao không đáng tiền sao? Bát hiền từ đấy thì sao? Theo như thầy biết, Tần Cối cũng chỉ là nhân hoàng cấp 8 thôi. Ông ta là ai? Là con chó sai vặt mà nhà họ Khổng dốc sức bồi dưỡng. Ngay cả người như thế cũng không thể so được với cậu ta thì các con còn nghĩ chàng trai này đơn giản như các con nhìn thấy sao? Được thần toán tử nhắc nhở, các đệ tử của thần toán môn mới hiểu ra. Dù có là Bạch Khởi được cho là vô song từ xưa đến nay cũng không có thực lực cao như Tiêu Chính Văn chứ đừng nói là Tần Cối. Có thể nói hàng ngàn năm trở lại đây, Tiêu Chính Văn gần như là người duy nhất đạt đến nhân hoàng đỉnh cao ở tuổi 30 và đủ để khiêu chiến với cao thủ đế cảnh. Với tài năng của cậu ta, chắc chắn tương lai sẽ có thành tựu hơn cả Bạch Khởi, chỉ có thể cố gắng kết bạn với người này từ sớm, nếu không để đến lúc đó thần toán môn của chúng ta không thể nào trèo cao nổi đâu. Cuối cùng thần toán tử nói ra tiếng lòng của mình. Dù đây là một canh bạc lớn thì thần toán tử cũng vui vẻ đặt cược vào Tiêu Chính Văn này. Chương 3993 thần toán môn không phải là tông môn lớn ở thành Đại Phong. Chỉ riêng việc thần toán môn chưa thể chen chân vào thành Đại Phong cũng có thể nhận ra thần toán môn chỉ có thể được xem là một tông môn bị loại trừ khỏi xã hội mà thôi. Nhưng thần toán tử đã lánh đời nhiều năm, phủ lên cho thần toán môn một lớp vải bí ẩn, thế nên tông môn trong thành Đại Phong mới không dám có ý bất kính với thần toán môn. Các con còn quá trẻ, các con nghĩ cậu ta đơn giản vậy sao? Một cảnh giới nhân hoàng không có chỗ chống lưng nào mà lại dám đối diện trực tiếp với cao thủ đế cảnh, các con dám không? Phía sau anh ta còn có thế lực lớn như thế nào đang chống đỡ cho anh ta? Nghe thần toán tử nói thế, mấy đệ tử thần toán môn bên cạnh không khỏi ngạc nhiên thốt lên, thầy ơi, ý thầy là, hai, các con chỉ biết nhìn căn cốt của cậu ta thôi, điều đó chỉ chứng minh tuổi tác của cậu ta, không thể đại diện cho cái gì cả. Muốn nhìn thấu một người thì phải xem người đó làm việc thế nào, làm người như thế nào. Nếu phía sau cậu ta không có thế lực nào lớn thì với tuổi của cậu ta có thể đạt đến cảnh giới nhân hoàng cấp 9 sao? Các con thật sự nghĩ cao thủ cảnh giới nhân hoàng đỉnh cao không đáng tiền sao? Bát hiền từ đấy thì sao? Theo như thầy biết, Tần Cối cũng chỉ là nhân hoàng cấp 8 thôi. Ông ta là ai? Là con chó sai vặt mà nhà họ Khổng dốc sức bồi dưỡng. Ngay cả người như thế cũng không thể so được với cậu ta thì các con còn nghĩ chàng trai này đơn giản như các con nhìn thấy sao? Được thần toán tử nhắc nhở, các đệ tử của thần toán môn mới hiểu ra. Dù có là Bạch Khởi được cho là vô song từ xưa đến nay cũng không có thực lực cao như Tiêu Chính Văn chứ đừng nói là Tần Cối. Có thể nói hàng ngàn năm trở lại đây, Tiêu Chính Văn gần như là người duy nhất đạt đến nhân hoàng đỉnh cao ở tuổi 30 và đủ để khiêu chiến với cao thủ đế cảnh. Với tài năng của cậu ta, chắc chắn tương lai sẽ có thành tựu hơn cả Bạch Khởi, chỉ có thể cố gắng kết bạn với người này từ sớm, nếu không để đến lúc đó thần toán môn của chúng ta không thể nào trèo cao nổi đâu. Cuối cùng thần toán tử nói ra tiếng lòng của mình. Dù đây là một canh bạc lớn thì thần toán tử cũng vui vẻ đặt cược vào Tiêu Chính Văn này. Chỉ cần ông ta cược đúng thì sau này không chỉ một mình ông ta có thể một bước tới trời, mà cả thần toán môn đều có thể được thơm lây. Đến lúc đó không chỉ là thành Đại Phong phải nghe theo sắp xếp của thần toán môn mà thậm chí cả khu vực Tây Nam của Đông Vực cũng ở dưới thần toán môn. Đến lúc đó, tài nguyên, nhân tài chẳng phải muốn gì được đó sao? Chỉ cần ông ta cược đúng thì sau này không chỉ một mình ông ta có thể một bước tới trời, mà cả thần toán môn đều có thể được thơm lây. Đến lúc đó không chỉ là thành Đại Phong phải nghe theo sắp xếp của thần toán môn mà thậm chí cả khu vực Tây Nam của Đông Vực cũng ở dưới thần toán môn. Đến lúc đó, tài nguyên, nhân tài chẳng phải muốn gì được đó sao? Chương 3994 thầy xem trọng anh ta thật à, đại đệ tử của thần toán tử hơi lo lắng hỏi. Đó là người có thể so được với Bạch Khởi, mấy ngàn năm nay cũng chỉ xuất hiện một vị như sát thần này thôi. Tiêu Chính Văn mới có bao nhiêu tuổi đây chứ,
lẽ nào anh ta có tư cách so được với Bạch Khởi sao? Nếu không thì sao, mấy ngày nữa thành Đại Phong sẽ có một trận chiến lớn, bảo mọi người chuẩn bị thật tốt đi. Nói rồi thần toán tử lại sắp xếp một số việc. Lúc này thành Đại Phong cũng đang dục dịch chuẩn bị, nhất là Nguyệt Hoa Các và nhà họ Phương gần như cử hết các cao thủ trong môn phái của mình tuần tra quanh thành Đại Phong cả ngày lẫn đêm. Nguyệt Hoa Các thậm chí còn dẫn theo các cao thủ lập ra nhiều phòng tuyến dọc theo đường vào thành Đại Phong chỉ vì ngăn chặn điện thần long. Nhưng trong đêm đó một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, cả bầu trời xuất hiện một luồng sáng màu đen kỳ lạ. Sau đó hai bóng người xuất hiện trước cửa đại điện của Nguyệt Hoa Các. Viên thiên canh của điện thần long đã đến thành Đại Phong. Sau âm thanh vang vọng khắp trời đó, cả thành Đại Phong đều chấn động. Cùng lúc đó tất cả mọi người bên nhà họ Phương đều sửng sốt. Đêm nay người phụ trách tuần tra là người nhà họ Phương họ, lẽ nào ánh sáng đen lúc nãy dâng lên là ám chỉ cao thủ nhà họ Phương họ đã bị giết rồi sao? Đúng lúc này Lưu Vũ Ôn cũng bước lên đám mây chạy thẳng đến Nguyệt Hoa Các. Một cao thủ đế cảnh khác của nhà họ Phương Phương Vạn Vũ và thần toán tử cũng lần lượt dẫn người đến Nguyệt Hoa Các. Không lâu sau, các ông lớn trong tông môn của mấy người Lan Đình Ngọc đã tập trung trước cổng chính của Nguyệt Hoa Các. Lúc này Phương Vạn Vũ lạnh lùng nhìn Viên Thiên Canh nói, điện thần long ông dám giết người nhà họ Phương tôi ư? Có gì mà không dám? Viên Thiên Canh bật cười nói. Ông, đại đế Tần còn chưa lên tiếng, nhà họ Phương ông đã lạm quyền rồi à? Viên Thiên Canh thậm chí không thèm nhìn đến Phương Vạn Vũ, quay sang nhìn trên đại điện Nguyệt Hoa Các. Hay lắm! Quả nhiên tiền bối Viên tài nghệ cao siêu, lá gan cũng lớn, mời vào trong, nói rồi, đại trưởng lão của Nguyệt Hoa Các làm động tác mời với Viên Thiên Canh. Viên Thiên Canh và Từ Tổ Huy nhìn nhau, sau đó sải bước lên bậc thang đi thẳng vào trong đại điện Nguyệt Hoa Các. Ngay khi Viên Thiên Canh đi qua trước mặt đại trưởng lão không khỏi hít khí lạnh. Chương 3995 chỉ mới mấy ngày mà Viên Thiên Canh đã đạt đến đế cảnh cấp 3. Cũng chỉ còn cách đại đế một bước nữa. Mà thực lực của Từ Tổ Huy cũng đáng sợ hơn, đã có thể cảm nhận được khí thế vượt cả Viên Thiên Canh. Đúng là không thể tin được. Dù Tần Lương Ngọc cũng là đại đế nhưng khi đối diện với hai vị cao thủ có thực lực vô hạn gần đại đế cũng chưa chắc có thể so được. Huống hồ Tần Lương Ngọc vẫn còn vết thương cũ chưa lành, không thể so được với trạng thái đỉnh cao. Đúng lúc này bỗng một giọng nói lạnh như băng vang lên trong đại điện, tiền bối Viên. Thật xin lỗi, tôi không tiện ra gặp, mong tiền bối lượng thứ. Nghe thế Viên Thiên Canh mỉm cười nói, các chủ Tần không cần khách sáo, nghe nói Tần Lương Ngọc ở thành Đại Phong có phong thái đỉnh đạc, sức chiến đấu vô song, hôm nay có thể được nghe đại đế chỉ dạy là đủ rồi. Mặc dù hai người cách không gian nói chuyện nhưng mọi người đều có thể nhận ra Viên Thiên Canh và Từ Huy Tổ chỉ đang mở đường cho Điện Thần Long. Nhóm người của Điện Thần Long còn đang ở phía sau. Trận chiến thật sự còn chưa bắt đầu. Sớm đã nghe nói Điện Thần Long các ông vừa đến vùng ngoài lãnh thổ đã khiến nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã đã bị thua thiệt, tiếc là hôm đó tôi không có mặt, nếu không chắc chắn sẽ chúc mừng mọi người. Lời nói của Tần Lương Ngọc khá nhẹ nhàng như trong câu nói lại mang theo sát khí. Quá khen rồi, Điện Thần Long tôi cũng là bất đắc dĩ thôi, Long Vương trước giờ vẫn tuân theo quy tắc anh không động vào tôi thì tôi cũng thế. Nếu đã động vào tôi thì tôi chắc chắn sẽ giết người. Nói rồi Viên Thiên Canh quay sang nhìn mấy người nhà họ Phương đang đứng ngoài điện và các tông chủ môn chủ. Không biết hành động của tiền bối Viên là vì chuyện gì, giọng Tần Lương Ngọc lại vang lên. Nghe theo lệnh của cậu Tiêu, tôi đến đây để đòi lại 3.000 đóa hoa tử tiêu của Ngọc Khuyết Cung, mong đại đế Tần cho phép, Viên Thiên Canh không đúng mực nói. Nghe thế ngay cả đám người Lan Đình Ngọc cũng tức giận nhìn Viên Thiên Canh. Ông ta làm thế đâu phải đến đòi đồ, rõ ràng là đến giễu võ dương oai. Ha ha ha, trong đại điện vang lên một trận cười, sau đó Lưu Vũ Ôn bước đến nói, Điện Thần Long các ông xem thành Đại Phong tôi là nơi nào hả? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, có thể mặc cho các ông bắt nạt, đe dọa sao? Viên Thiên Canh nhìn Lưu Vũ Ôn cười mỉa nói, lời nói ra như bát nước đổ đi, hôm đó chính thành chủ Tần đã đồng ý rồi. Chương 3996 Tần Lương Ngọc hừ một tiếng nói, bảo Long Vương của Điện Thần Long đích thân đến nói chuyện với tôi. Không vội, một lát nữa sẽ như lời đại đế Tần nói, Viên Thiên Canh bình thản nói. Hai, mọi người đều là người đồng đạo,
hà tất gì phải làm náo loạn đến mức dương cung bạt kiếm như vậy, thần toán tử bước đến thở dài. Ông ta đã quen biết với Viên Thiên Canh, bây giờ hai bên đều là chủ của ông ta, quả thật là phải xung đột lẫn nhau. Thần toán môn luôn bị Thành Đại Phong loại trừ, bây giờ ông không cần phải cùng sống cùng chết với Thành Đại Phong nữa nhỉ, Viên Thiên Canh quay sang nhìn thần toán tử nói. Thần toán tử bị Viên Thiên Canh hỏi như thế cũng không khỏi thở dài nói, cho dù thế nào, uy nghiêm của Thành Đại Phong không thể mất. Dù thế nào thần toán tử cũng không thể lùi bước, nếu không chắc chắn sẽ bị Thành Đại Phong loại bỏ. Vậy nói cách khác, chúng ta chỉ có thể đứng ở hai phía đối lập, Viên Thiên Canh lạnh lùng nói. Đánh nhau thì có làm sao, Tần Lương Ngọc lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, khí tức của hai người đã lập tức tăng lên gấp mấy lần. Nhưng lúc khí tức của Tần Lương Ngọc hoàn toàn bộc phát, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia cực quang. Cực quang chói lọi bao phủ toàn bộ Thành Đại Phong. Giống như kết giới bao trùm, ngăn cách Thành Đại Phong khỏi Đông Vực. Cực quang chói mắt có 102 này lập tức lan tràn khắp Đông Vực. Lúc này, hầu như trưởng lão của tất cả tông môn trong Đông Vực đều lần lượt ngước mắt lên trời. Ngay cả Thượng Quan Uyển Nhi và Lý Bạch trên núi Thái Thương cũng đồng thời nhìn cực quang chói mắt trên bầu trời rồi khẽ cau mày. Khổng Thế Phương nhìn luồng cực quang kia, nói, lẽ nào Đại Đế sắp ra đi rồi? Phương hướng đó hẳn là đến từ Thành Đại Phong, lẽ nào Tần Lương Ngọc, Tư Mã Huy cũng cau mày? Lúc này, trong Nguyệt Hoa Các, khí tức của Tần Lương Ngọc vừa bộc phát, sắc mặt của bà ta đột nhiên khựng lại, sau đó, phụt, phun ra một ngụm máu tươi. Các chủ, bà, cả Nguyệt Hoa Các trở nên hỗn loạn. Một loạt tiếng than khóc vang lên, các đệ tử của Nguyệt Hoa Các lần lượt chạy đến hậu điện. Khí tức của Tần Lương Ngọc cũng dần yếu đi. Viên Thiên Canh nhíu mày, nhìn về phía hậu điện của Nguyệt Hoa Các, nói, lẽ nào, thọ nguyên của bà đã tận rồi sao? Lúc này, người trong Thành Đại Phong đến trợ uy cũng nhìn về phía hậu điện với vẻ kinh ngạc. Đặc biệt, đám người do Lan Đình Ngọc dẫn đầu cũng kinh ngạc không kém. Chương 3997 Tần Lương Ngọc là đại đế, cũng là chỗ dựa duy nhất của Thành Đại Phong. Nhưng luồng cực quang đó lại là dấu hiệu báo trước cho sự ra đi của bà ta. Cho dù bây giờ tôi ra đi, thì ông cũng đừng mong, Tần Lương Ngọc còn chưa kịp nói xong, một trận sét kinh hoàng lập tức đổ xuống. Bùm, sấm sét đánh vào Tần Lương Ngọc vốn đã vô cùng yếu ớt, một làn ánh sáng trắng bao phủ khắp người bà ta. Đại đế ra đi khác với những người khác, sức mạnh kinh thiên động địa thậm chí có thể phá hủy cả một thành phố trong tích tắc. Vì vậy, mỗi một vị cao thủ cảnh giới đại đế ra đi, sức mạnh của trời đất sẽ bị trói buộc theo cách này. Tuy sức mạnh kinh thiên động địa này không thể hạn chế hoàn toàn mỗi cử động của Tần Lương Ngọc, nhưng ở một mức độ nhất định, nó có thể bảo vệ Thành Đại Phong bình an vô sự. Nhìn thấy sức mạnh đáng sợ này, ngay cả Viên Thiên Canh cũng cảm thấy ớn lạnh, chậm rãi đi ra khỏi Nguyệt Hoa Các. Khi sấm sét phóng xuống, sự cân bằng giữa trời và đất dường như bị phá vỡ, dã thú trên núi chạy tứ phía, vô số mây đen lập tức bao phủ bầu trời Thành Đại Phong. Dường như cả bầu trời cũng bị hạ xuống vài vĩ độ. Lúc này, Phương Vạn Vũ đã vững vàng bước đến hậu điện của Nguyệt Hoa Các. Khí tức quanh người ông ta như biển cả, bừng bừng sát khí. Lan Đình Ngọc và các trưởng lão của Nguyệt Hoa Các cũng nhận ra Phương Vạn Vũ không có ý tốt, liếc mắt nhìn Phương Vạn Vũ, nói, Phương Vạn Vũ, ông muốn gì? Muốn gì ư? Phương Vạn Vũ nở nụ cười nham hiểm nói, Thành Đại Phong lẻ ra phải đổi chủ từ lâu rồi. Tần Lương Ngọc chiếm Thành Đại Phong hàng trăm năm, đã đến lúc phải trả giá cho những gì bà ta đã làm. Ông ta vừa dứt lời, trên bầu trời lập tức truyền đến vài luồng khí tức mạnh mẽ có 102. Chỉ thấy một lá cờ rồng trắng bay trong gió. Aizen Zoroazik, Khổng Trung Thư, cao thủ đế cảnh nhà họ Khổng. Lúc này ở phía sau Azik, khí tức của ba vị cao thủ đế cảnh đã không ngừng lộ ra. Cộng thêm cao thủ đế cảnh của nhà họ Khổng và Phương Vạn Vũ, tổng cộng có 5 vị cao thủ đế cảnh đều tập trung ở Nguyệt Hoa Các. Ngay cả thần toán tử cũng thay đổi sắc mặt. Người nhà họ Aizen Zoro và nhà họ Khổng chắc chắn sẽ không xuất hiện vô căn cứ. Điều này cho thấy nhà họ Phương có ý định loại bỏ Tần Lương Ngọc từ lâu rồi. Sở dĩ bọn họ không làm vậy, chỉ là đang chờ thời điểm yếu đuối nhất của Tần Lương Ngọc mà thôi. Giờ phút này, Tần Lương Ngọc còn không có sức đánh trả một tiểu bối cảnh giới nhân hoàng, chứ đừng nói đến việc giáp mặt với 5 vị cao thủ đế cảnh.
Lẽ nào nhà họ Phương không màng đạo nghĩa, muốn lợi dụng nguy hiểm của người khác để ra tay với đại đế? Thần Toán Tử tức giận quát lớn. Mặc dù Thần Toán Tử và nhà họ Phương nước sông không phạm nước giếng, đồng thời cũng không qua lại với Nguyệt Hoa Các. Nhưng ông ta coi thường hành động cháy nhà hôi của bọn họ, đây mới là lẽ phải. Ha ha! Phương Vạn Vũ cười lớn, nói, đạo nghĩa bao nhiêu tiền một cân? Lẽ nào ông chưa từng nghe lời Thánh Khổng nói đến Ưng Thuân Chu Lễ sao? Nói đến đây, Phương Vạn Vũ nở nụ cười tự hào nói, Chu Lễ là gì? E rằng đám dân thường ngu ngốc như các người sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của hai chữ Chu Lễ. Khi Chu Vương chính phạt tứ phương, Đại Chu đã lợi dụng sự trống rỗng của quân đội, khởi binh đánh vào Triều Ca, chinh phục thiên hạ. Nhà họ Phương chúng tôi chỉ đang nghe theo lời dạy bảo của Thánh Nhân, hành sự theo Chu Lễ. Phương Vạn Vũ nói xong, A-dích cũng lần lượt cười lớn. Thì ra nhà họ Phương các người luôn do thám tình hình của chúng tôi sao? Tần Lương Ngọc nhìn Phương Vạn Vũ với vẻ khó tin. Ha ha ha, Phương Vạn Vũ cười lớn, chỉ vào một trong những người giúp việc của Tần Lương Ngọc, nói, người phụ nữ này là người nhà họ Phương chúng tôi, đương nhiên phải giải quyết vấn đề cho nhà họ Phương. Đáng tiếc, các người thật ngu ngốc, cho rằng giữa người với người còn có cảm tình. Nói cả bí mật cho người giúp việc nghe thì còn có thể trách ai. Lúc Tần Lương Ngọc vừa trở về thành Đại Phong, nhà họ Phương đã vô cùng kinh ngạc, bởi vì trong tính toán của bọn họ, Tần Lương Ngọc sẽ bị mắc kẹt đến chết trong núi Thái Thương. Lúc bọn họ đã chuẩn bị tất cả để chiếm quyền kiểm soát thành Đại Phong thì Tần Lương Ngọc lại đột ngột quay trở lại, phá vỡ kế hoạch của nhà họ Phương. Vừa hay, Tần Lương Ngọc nói với người giúp việc bên cạnh rằng thọ nguyên của mình sắp hết. Vì vậy, nhà họ Phương mới sắp xếp một loạt những chuyện tiếp theo. Có Tần Lương Ngọc ở đây, nhà họ Phương đương nhiên không dám làm bừa. Nhưng nếu Tần Lương Ngọc không còn nữa, ai có thể đọ sức với nhà họ Phương ở thành Đại Phong này? Lưu Vũ Ôn sao? Hay là Thần Toán Môn? Nếu Tần Lương Ngọc còn sống, những thế lực này đương nhiên có thể gọi là nhân vật lớn. Nhưng nếu Tần Lương Ngọc không còn nữa, bọn họ chẳng là cái thá gì cả. Các người, thật không biết xấu hổ, Thần Toán Tử chỉ vào Phương Vạn Vũ, tức giận quát lớn. Không biết xấu hổ, ở đây nói chuyện bằng thực lực, tôi muốn xem thử, sau khi Tần Lương Ngọc chết, ai có thể đấu với nhà họ Phương đây? Ông sao, hay là lão già Lưu Vũ Ôn kia? Phương Vạn Vũ đắc ý nhìn mọi người. Lưu Vũ Ôn lặng lẽ bước sang một bên, ông ta vốn âm thầm đứng về phía nhà họ Khổng, đương nhiên sẽ không đứng ra phá hỏng chuyện tốt của nhà họ Khổng vào lúc này. Còn Lan Đình Ngọc luôn trung thành với Tần Lương Ngọc, đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ, với thực lực của bọn họ, ngay cả Phương Vạn Vũ cũng bất lực, thì dám A-dích có thể làm gì chứ? Ông đừng quên, bên ngoài còn có Điện Thần Long và Viên Thiên Canh, Thần Toán Tử nghiến răng nói. Phương Vạn Vũ lắc đầu chế nhạo, Viên Thiên Canh, Điện Thần Long, bọn họ đến để đòi nợ, tôi tin bọn họ sẽ không xen vào đấu đá nội bộ trong thành Đại Phong chúng ta. Bọn họ có 5 vị cao thủ đế cảnh, Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ không cần mạo hiểm như vậy để trở thành kẻ thù với bọn họ. Hơn nữa, mục đích chuyến đi lần này của bọn họ là 3.000 đóa hoa tử tiêu. Chỉ cần khống chế được thành Đại Phong, đừng nói là 3.000 bông, cho dù là 5.000 bông cũng sẽ đưa cho bọn họ. Phương Vạn Vũ, khi nhà họ Phương các người đến thành Đại Phong lần đầu tiên, không có quan hệ, cũng không có chỗ dựa, chính các chủ Tần đã thu nhận các người. Hơn nữa còn cho nhà họ Phương một ngôi nhà rộng cả nghìn mét, lẽ nào đây là cách các người báo đáp lòng tốt của các chủ Tần sao? Trưởng lão của Nguyệt Hoa Các không nhịn nổi nữa, quát lớn với đám người nhà họ Phương. Hừ, thu nhận chúng tôi. Hồi đó, thành Đại Phong là một mảnh hoang tàn, nếu không thu nhận nhà họ Phương, thành Đại Phong sẽ thịnh vượng như ngày hôm nay sao? Hơn nữa, trong hàng trăm năm qua, cách hành sự của Tần Lương Ngọc quá cứng nhắc. Bà ta không thích hợp để kiểm soát thành Đại Phong. Người nhà họ Phương sẽ làm mới thành Đại Phong. Điều này không chỉ có lợi cho nhà họ Phương, mà ngay cả những người có mặt ở đây đều có thể nhận được vô số lợi ích. Bây giờ không thể cứu vãn được nữa, lẽ nào các người còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu sao? Phương Vạn Vũ vừa nói vừa nhìn đám người Thần Toán Tử đầy sát khí. Sớm biết như vậy, ban đầu thật sự không nên thu nhận đám vong ân bội nghĩa như mấy người. Trưởng lão Nguyệt Hoa Các chỉ vào Phương Vạn Vũ, lớn tiếng hô lên. Phương Vạn Vũ chỉ bật cười lạnh lùng, ngoại trừ Tần Lương Ngọc ra thì khắp trên dưới Nguyệt Hoa Các,
thậm chí ngay cả một cao thủ đế cảnh cũng không có, căn bản chẳng có gì đáng sợ. Điều duy nhất khiến cho ông ta không thể yên tâm là thần toán tử sâu không thể lường đã ở ẩn biết bao nhiêu năm nay mà thôi. Nghĩ tới đây, Phương Vạn Vũ xuống giọng nói với thần toán tử, người xưa nói rất hay, người không vì mình, trời chu đất diệt, thần toán tử, nếu như ông thức thời, tốt nhất, hay cho cái câu người không vì mình, trời chu đất diệt. Phương Vạn Vũ vừa mới nói dứt lời, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn đã truyền tới từ phía điện trước, ngắt lời nửa vế câu sau của ông ta. Liếc mắt nhìn Tiêu Chính Văn sải bước tiến vào điện sau, Phương Vạn Vũ nhếch mép cười nói, thằng nhãi ranh, nếu như tôi là cậu thì tuyệt đối sẽ không làm điều gì thừa thãi. Cậu cho rằng chuyện cậu giết người nhà họ Phương chúng tôi cứ vậy mà cho qua hay sao? Nằm mơ, vừa nói dứt lời, vô số luồng khí tức cường đại lập tức khóa chặt lấy Tiêu Chính Văn bên trong phạm vi công kích. Tần Lương Ngọc cũng quay phát đầu lại, nhìn về phía Tiêu Chính Văn mà nói, cậu còn không mau đi đi. Trong lúc nói, uy áp trời đất xung quanh người Tần Lương Ngọc lại mạnh hơn vài phần, khụ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hóa ra chị chính là thành chủ của thành Đại Phong, Tiêu Chính Văn nhìn Tần Lương Ngọc đang thoi thóp đứng đó, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Mà khoảnh khắc này, biểu cảm của thần toán tử cũng không khỏi biến đổi, cơ thể di chuyển, lập tức tới gần Tiêu Chính Văn, cảnh giác nhìn về phía mấy người Phương Vạn Vũ. Hừ! Bà sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn bảo vệ cho thằng nhãi ranh này. Cậu ta không phải là con riêng của bà đấy chứ. Đường đường là các chủ của Nguyệt Hoa Các, đại đế chí tôn của thành Đại Phong mà cũng có con riêng. Đúng là để người ta phải chê cười mà. Ông câm mồm, không tới phiên ông bôi nhỏ các chủ, trưởng lão Nguyệt Hoa Các phẫn nộ gầm lên một tiếng, rút kiếm ra muốn liều mạng một phen. Dừng tay, ông không phải là đối thủ của ông ta đâu. Tần Lương Ngọc vội vàng chắn trước người đại trưởng lão, yếu ớt nói. Phương Vạn Vũ cười lạnh lùng, nói, sao hả, dám làm mà lại không dám chịu à? Thân là đại đế, giúp một thằng nhãi ranh còn chưa tới 30 tuổi tạo chỗ đứng ở thành Đại Phong, nếu như bên trong không có ẩn tình thì ai sẽ tin? Những lời này vừa mới thốt ra, không chỉ có đám trưởng lão của Nguyệt Hoa Các đồng loạt nổi giận mà ngay cả mấy người thần toán tử cũng không nghe nổi nữa. Có ai không biết Tần Lương Ngọc vẫn luôn giữ mình trong sạch, trước giờ chưa từng có chuyện mập mờ với bất cứ người đàn ông nào. Cậu mau đi, hôm nay bọn họ đã hướng mũi dùi về phía cậu, nếu như cậu không đi thì chẳng chắn sẽ chết trong tay đám người cặn bã này. Tần Lương Ngọc cũng không giải thích gì trước mặt mọi người, yếu ớt khuyên nhủ Tiêu Chính Văn. Đi, Tiêu Chính Văn cười khẩy, nói, hôm nay tôi xem ai dám động tới Nguyệt Hoa Các. Có tôi ở đây. Thành Đại Phong sẽ không có mệnh hệ gì được đâu. Cái gì, cậu nghĩ mình là ai? Lời này vừa mới thốt ra, mọi người xung quanh đều trở nên ngơ ngẩn. Tôi và cậu chỉ gặp nhau thoáng qua, cậu hà tất gì phải làm như thế, trong mắt Tần Lương Ngọc long lanh nước mắt, nói với nội tâm đang cực kỳ cảm kích. Lúc này, bà ta đã không còn sức để bảo vệ được cho bất cứ ai nữa rồi, nếu như Tiêu Chính Văn ở lại trong Nguyệt Hoa Các thì chẳng khác gì liều mạng. Bà ta đường đường là đại đế mà lại phải trơ mắt nhìn cảnh tượng bi thảm diễn ra ngay trước mắt mình. Thế nhưng lúc này, ngoại trừ cảm kích ra thì bà ta còn có thể làm gì được nữa. Xung quanh không chỉ có mấy người Phương Vạn Vũ đang nhìn chăm chăm mà còn có đám người của Điện Thần Long và Viên Thiên Canh đang chờ rình rập. Cộng thêm mấy cao thủ đế cảnh của nhà họ Aizen Zoro, nhìn ra cả thành Đại Phong, ai sẽ có năng lực xoay chuyển trời đất. Dù cho thế nào thì cậu cũng không thể chết ở nơi này. Tần Lương Ngọc cố gắng dùng nốt chút khí tức cuối cùng để đứng thẳng người dậy, cao giọng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 116.